vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 32. Về phần cụ thể còn có nội dung gì, Sở Trần tạm thời cũng quả thực nghĩ không ra. Hơn nửa giờ sau, xe của Hạ Bắc từ từ dừng lại ở bãi đỗ xe trước cửa câu lạc bộ. Trần ca, chúng ta tới rồi. Hạ Bắc không kìm được kích động, cũng có thấp thỏm, cũng có chờ mong. Hạ Bắc hai tay nắm chặt vô lăng. Những năm gần đây, trong mắt hắn ở Hạ gia, thậm chí trong giới Dương Thành, đều chỉ là một thiếu gia không học vấn không nghề nghiệp, ngay cả người nhà Minh cũng xem thường hắn, cho rằng hắn không có năng lực, trận chiến của Bắc Trần, khiến hắn trở lại trong mắt thương giới Dương Thành. Theo lý thuyết, dược phẩm Bắc Trần tuy rằng thành công thâm nhập vào thị trường độc quyền của giới dược phẩm Thiên Thành, nhưng với tư lịch, thành tựu của Hạ Bắc, cũng không đạt tới giới phú nhị đại cao cấp nhất Dương Thành, nhưng Hạ Bắc lại rước moi. Hạ Bắc xếp thứ ba ở Hạ gia, buổi tụ tập tối nay, ngay cả hai người anh của hắn cũng không được mời. Trước khi Hạ Bắc ra khỏi cửa, cha Hạ Vọng Giang lại càng căn dặn đủ điều, muốn Hạ Bắc ở trong buổi tụ tập tối nay, phải đi lại nhiều hơn. Trước cửa câu lạc bộ, có bảo vệ canh gác, sau khi Hạ Bắc xuất trình mã QR thiệp mời, không bị làm khó dễ, liền dẫn Sở Trần đi vào câu lạc bộ. Quá trình tiệc tùng thực sự rất tự do. Hạ Bắc vừa đi, vừa mở miệng nói, vừa rồi tôi đã hỏi qua, danh tiếng của câu lạc bộ này ở Dương Thành cũng không tệ lắm, từ tầng môn rén tầng B dèo là nội dung phục vụ của câu lạc bộ, buổi tụ họp tối nay, cũng là ở giữa mấy tầng này tự do trao đổi, duy nhất cần tập trung trao đổi chính là 11 giờ đêm, tất cả mọi ngò ồ sẽ tập trung ở tầng 6, đến lúc đó sẽ có một vài nhân vật quan trọng tham dự. Vậy thì đi bơi trước đi, Sở Trần nói, anh đã lâu không bơi rồi, hơn nữa, đối với các hạng mục khác, Sở Trần hứng thú cũng không lớn. Lúc hai người đi tới bên cạnh hồ bơi lớn như vậy, chỉ có ba hai một người đang bơi lội, yên tĩnh vô cùng. Thực tế, tôi không biết gì loại bữa tiệc có nghĩa gì. Hạ Bắc hạ thấp, giọng quả thật thật đúng là không có bất kỳ trói buộc nào, tiến vào chính là tự do hoạt động. Tuy nhiên, bây giờ có vẻ như không có nhiều người chọn giao lưu trong hồ bơi. Sau khi thay quần bơi trong phòng thay đồ, Sở Trần trực tiếp nhảy xuống nước. Tôi bơi vài vòng trước, cậu bận cứ đi đi. Sở Trần nói xong cũng đã lặn xuống nước. Hạ Bắc vốn là cùng Sở Trần đến bể bơi, anh là người không biết bơi, không thông kỹ năng bơi. Sau khi tiến vào câu lạc bộ, tâm tình Hạ Bắc cũng dần dần thả lỏng, cảm giác buổi tiệc tòi nay cũng không phải áp lực lớn như trong tưởng tượng. Ngọc lại, 6 tầng, các loại dịch vụ, tự do hoạt động, cho hắn không gian tự do thoải mái cực lớn. Hạ Bắc rất nhanh rời khỏi hồ bơi, đi tới một điểm đến khác. Sở Trần bơi qua bơi lui vài vòng, tựa vào vách hồ bơi, nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đột nhiên, bên tai vang lên một thanh âm chị xem nơi đó có người, không biết bơi, ở đó ngâm nước, hì hì. Nghe vậy, Sở Trần theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt theo bản năng lướt qua một đạo kinh diễm. Bên cạnh bể bơi, xuất hiện hai bóng dáng thon dài, đều mặc một bộ đồ bơi, nhưng, hai đôi chân đẹp lộ ra trong không khí hấp dẫn ánh mắt của người khác. Nhất là hai chị em hai người đứng chung một chỗ, hai đôi chân dài thon dài thẳng tắp, trắng nõn mềm mại, một đôi tổ hợp như vậy xuất hiện bên cạnh hồ bơi, tuyệt đối sẽ hấp dẫn tất cả ánh mắt. Sở Trần không phân biệt được người vừa mới mở miệng là ai, thoạt nhìn, hai cô gái bộ dạng giống nhau như đúc. Còn là một cặp song sinh, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, từ kiều tóc rén ngũ quan, tư hò dẻo lá sao chép giống nhau. Đồ bơi đương nhiên cũng không có bất kỳ sự khác biệt nào. Nhập mật khẩu, 9067 truy cập web nhai hô. Con mới nhập được mật khẩu bạn nhé. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập nhảy hố.com để ủng hộ chúng mình nhé. Lúc này, cô gái bên trái vừa vặn mở miệng, Thiên Thiên, đừng nói lung tung, như vậy rất bất lịch sự. Sớ Trần nhìn thoáng qua, đại khái phân biệt ra, vị bên phải kia tên là Thiên Thiên chính là em. Người ở bể bơi không nhiều lắm, sau khi cô gái sinh đôi tới, lại có mấy người lục tục đi vào, nhưng, Sở Trần tò mò chính là, một đôi cô gái tuyệt sắc như vậy, thế nhưng không có ai đến gần. Sở Trần nghỉ ngơi một hồi, lại bơi lên, đột nhiên, bên tai truyền đến một âm thanh A, hóa ra anh biết bơi A. Sở Trần ghé mắt nhìn lại, đồ bơi màu lam nhạt, đội mũ bơi, cỏ gái khuôn mặt tinh xảo lấm tấm giọt nước giống như yêu tinh đang trồi lên mặt nước. Sở Trần không nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời, biết một chút đi. Cô gái cười hì hì, tôi tên là Liêu Thiên Thiên, chúng ta so tài với một trận. Bơi qua bơi lại hai vòng, bẽn thua phải đáp ú ân bên thắng một điều kiện. Nghe vậy,
Tầm mắt Sở Trần nhẹ ủng hộ chúng mình tại L Hey Ho, Seom làng hip lai, đánh IA cô y thích chỉ biết tôi. Sở Trần cũng không cho rằng là mị lực của Minh Mê hoặc em gái sinh đôi trước mắt này, đối phương mới cố ý đến bắt chuyện. Liễu Thiên Thiên trực tiếp gật đầu, nam quyền chi sư Sở Trần, mấy ngày nay Dương Thành còn có ai có thể hot hơn anh, tôi đương nhiên biết, chỉ là anh không biết tôi mà thôi. Trong mắt Liễu Thiên Thiên vừa đảo qua, chúng ta có nên so tài với một trận, kết giao bạn bè hay không? Ánh mắt Sở Trần liếc mắt nhìn xung quanh, có người chú ý tới tình huống bên này, nhưng mà, tựa hồ cũng không bất ngờ, hơn nữa, cũng không có người ném tới ánh mắt hâm mộ. Một chị sinh đôi khác cũng nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên này, tiếp tục tự mình từ từ bơi lội. Cô không sợ thua sao? Sở Trần híp mắt nhìn Liễu Thiên Thiên, bên thua phải đáp ứng bên thắng một điều kiện. Điều kiện này có hạn chế không? Không có, Liễu Thiên Thiên không chút do dự trả lời. Sở Trần kinh ngạc nhìn thoáng qua Liễu Thiên Thiên. Liễu Thiên Thiên cười hi hi nhìn Sở Trần, thế nào? So tài chứ, Liễu Thiên Thiên trong lòng rất tự tin. Cô từ nhỏ học bơi, thậm chí lúc học trung học, liền vào đội bơi lội tỉnh, có thể nói có thiên phú bơi lội. Cô biết Sở Trần võ thuật lợi hại, nhưng Liễu Thiên Thiên tự tin, cô bơi lội càng thêm lợi hại. Được. Sở Trần dù sao cũng nhàn rỗi nhàm chán, đêm nay giới phú nhị đại tụ hội, Sở Trần cảm thấy có chút quái dị, vừa lúc có lẽ có thể thông qua hai chị em này hiểu rõ một chút, nhưng, điều kiện thắng thua vần là có hạn chế đi. Sở Trần suy nghĩ một chút, cẩn thận nói, chúng ta không thể tham vọng thân thể đối phương. Trong mắt Liễu Tiêm Tiêm mờ to tròn, trong đầu từng dấu chấm hỏi xuất hiện. Cô ý thức được, câu nói cuối cùng kia của Sở Trần, rõ ràng chính là nhắc nhở cô, không được tham vọng thân thể anh. Liễu Thiên Thiên phẫn nộ, lão nương mới không thấy sắc nổi lòng tham. Được, Liễu Thiên Thiên âm thầm, cần dáng, nhất định phái dế cho Sở Trần mờ mang một chút lợi hại của cô. Sở Trần cùng Liễu Thiên Thiên hai người chậm rãi bơi đến một bên hồ bơi. Lúc này, xa xa có người một mực chú ý tình huống bên này. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, tiểu ma nữ Liễu La lại đi ra gây họa cho đàn ông. Không cần phải nói, khẳng định lại là Liễu Thiên Thiên lấy thản thể của mình làm mồi nhử. Dụ dỗ đối phương tỉ thí với cô ta, cuối cùng đối phương thua, tôi phóng chú ý ý cô ta la muần đờ cho roi phi rang cha trương chay tu tang một đen tang sáu. Lưu Thiên Thiên nay, Red Thích Đu Dơn. Lúc này, CSG ghe sinh đời ra len ba, di ve phía lai Lưu Thiên Thiên. Chi cô tôi rồi, sa chan nôi, Lưu Thiên Thiên nhát thai sang sót, lém sao anh bài ớt chi ai la chi. Sa chan a mù tiên, Red Rô Giang. Lét mét mù cai nhìn ra cô ai lén hàn côi Liễu Thiên Thiên. CSJ em sinh đời cách cô Newer hình vôi bóng, thậm chí ngay cả thanh âm nói chuyện cũng giống nhau như đúc, Sở Trần dĩ nhiên nói rất rõ ràng. Chắc chắn là đoán, tên tôi là Liễu Mạn Mạn. Sau khi chị sinh đôi đi tới, chủ động mở miệng, anh có chắc là muốn so tài với em gái tôi không? Em gái tôi ở trong đội ô tuyển tỉnh. Chị, Liễu Thiên Thiên nhất thời nóng này. Chị đêm nay làm sao có thể vạch ra lá bài tẩy của mình. Sở Trần nhìn Liễu Tiêm Tiêm một cái, không sao, hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai. Vậy thì tôi sẽ làm trọng tài cho hai ngươi. Liễu Mạn Mạn cũng không nói nhiều. Được, Liễu Thiên Thiên nỏ, nụ cười, anh nói đúng, hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liễu Thiên Thiên âm thầm cười lạnh một chút, biết rõ biết mình ở đội tuyển bơi lội của tỉnh. Lại còn dám đến so tài, tên này mới thật sự thấy sắc nổi lòng tham. Thì ra nam quyền chi sư cũng là một lão lưu manh. Liễu Thiên Thiên giả chuẩn bị dây sẵn sàng. Cô quyết định trong hồ bơi dạy cho Sở Trần một bài học. 3, 2, 1. Liễu Mạn Mạn vung tay lên, bắt đầu. Liễu Thiên Thiên trong nháy mắt nhảy lên, động tác trèo nước xuyên dáng, thân thể giống như một con cá bơi linh động xông ra ngoài. Sở Trần vẫn còn bất động tại chỗ. Liễu Mạn Mạn sửng sốt, sao anh không bơi? Sở Trần mỉm cười, hai chị em các cô dèm nay tim tỏi có việc phái không? Đồng tử Liễu Mạn Mạn hơi co rụt lại. Không sao, chờ tôi và em gái cổ so tài xong rồi nói sau. Vừa dứt lời, thân thể Sở Trần lướt ra. Nhìn bóng lưng Sở Trần bơi về phía trước, trong lòng Liễu Mạn Mạn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác, tỉ thí tối nay, em gái có khả năng thua. Liễu Mạn Mạn nhìn chằm chằm Sở Trần không chớp mắt. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, Sở Trần tuy rằng xuất phát chậm mấy giây, nhưng tốc độ của anh nhanh hơn, cùng thân ảnh Liễu Thiên Thiên giấu lớn càng ngày càng gần, rất nhanh hai y lên duy trì sóng vai, nửa vòng qua đi eo, à Sở Trần đã vượt qua Liễu Thiên Thiên.
Xung quanh hồ bơi vang lên một trận âm thanh kinh hô theo bản năng. Người này so với Liễu Thiên Thiến còn nhanh hơn. Tiểu ma nữ, Liễu gia đêm nay đụng phải tấm sắt rồi. Tôi làm sao có loại cảm giác vui vẻ. Tôi hiểu anh, dù sao anh cũng là một trong những nạn nhân dưới nanh vuốt ma quỷ của tiểu ma nữ Liễu gia. Liễu Mạn Mạn cũng sợ ngây người. Tài năng bơi lội của Liễu Thiên Thiến, ngay cả giáo viên của đội bơi lội cũng thán phục không thôi. Ở Dương Thành, không mấy người dám so tài bơi với Liễu Thiên Thiến. Cô biết thực lực võ thuật cổ Sở Trần rất mạnh, thế nhưng, bơi lội trong nốc, so sánh cũng không phải là công phu quyền cước. Nhưng mà, hình ảnh trước mắt, Liễu Thiên Thiến trực tiếp bị hạ gục. Thắng bại đã phân, khoảng cách tỉ thí giữa hai người là hai vòng, bơi về tính là một vòng. Khi Sở Trần bơi về, lại ngừng lại, hai làm sao biết đêm nay tôi sẽ tới. Đường bơi bên cạnh, Liễu Thiên Thiến lúc này cuối cùng cũng chạy tới, sau đó xoay người bơi lại. Còn người Liễu Mạn Mạn khiếp sợ dần dần thu hồi, phục hồi tinh thần, nhìn Sở Trần, lập tức nói, tỉ thí giữa hai người còn chưa kết thúc đâu. Một, không vê kép tôi không có thói quen tranh đấu với con gái. Sở Trần mỉm cười, dứt di khoát lèn bờ, khuộc một cái khăn di tắm, ngồi ở trên ghế bên cạnh hồ bơi, trận này coi như tôi thua. Liễu Mạn Mạn nghi hoặc nhìn Sở Trần, cô càng ngày càng không nhìn thấu người đàn ông này. Cô quả thật đoán được tối nay Sở Trần sẽ tới buổi tiệc này, thậm chí, Hạ Bắc được mời, cũng là cô an bài. Có là một trong những người khỏi sướng bữa tiệc tối nay. Nhưng Liễu Mạn Mạn nghĩ không ra chính là, Sở Trần vì sao dưới tình huống rõ ràng có thể thắng. Lựa chọn Liễu Mạn Mạn không tiếp tục nói chuyện, đạo y một hồi, Liễu Thiên Thiên bơi một vòng chớ về lên bờ, Liễu Thiên Thiên vẻ mặt khó chịu đi tới trước mặt Sở Trần, vì sao phải nhường tôi? Liễu Thiên Thiên tôi không thể thua, vậy coi như là một trận hòa. Sở Trần thảm dò nói, không, anh thua rồi. Liễu Thiên Thiên nói, tôi mặc kệ anh xuất phát từ nguyên nhân gì, tóm lại kết quả là tôi thắng. Vậy cô cần tôi làm gì? Sở Trần trực tiếp hỏi, chậm lại một chút. Câu trả lời vui vẻ như vậy của Sở Trần ngược lại làm cho Liễu Thiên Thiên có chút không biết làm sao, một lúc lâu sau, Liễu Thiên Thiên nhìn về phía Liễu Mạn Mạn. Vì sao anh khẳng định chúng tôi nhất định là có việc tìm anh như vậy? Liễu Mạn Mạn nói, anh cố ý để cho Thiên Thiên thắng, cũng chỉ là thuận thế tìm co, hội muốn cho chúng tôi nói ra ý đồ này đi. Sở Trần dùng khăn mặt lau tóc, đồng thời vừa mở miệng, một cặp chị em xinh đẹp như vậy xuất hiện ở hồ bơi nhưng không ai dám bắt chuyện. Đủ rẻ nói rõ hai người khỏng đơn giản, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Cai chị em sinh đôi liếc nhau một cái, chúng ta lên tầng 6 nói chuyện đi. Được, Sở Trần đứng lên, tôi đi thay quần áo trước. Ánh mắt Sở Trần liếc mắt nhìn bàn tay ngọc của Liễu Thiên Thiên, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, gặp lại ở tầng 6. Hai chị em nhìn Sở Trần đi vào phòng thay đồ. Hừ, coi như hắn thức thời. Liễu Thiên Thiên nói, vừa rồi cho dù hắn tiếp tục. Trong móng tay em cất giấu bột hương tan dã choán bị tốt, hàn cũng không thắng được. Thiên Thiên, đừng xem thường Sở Trần. Liễu Mạn Mạn nhìn chằm chằm về phía phòng thay đồ, anh ta cho chị cảm giác, anh ta dường như nhìn thấu thủ đoạn của em. Nghe vậy, đồng tử Liễu Thiên Thiên co rụt lại, thốt ra, không thể nào. Phòng thay đồ, Sở Trần vừa tắm, vừa lẩm bẩm, móng tay tàng chứa chất độc, hai chị em này không đơn giản a, vạn độc môn. Sở Trần trong lúc bất chợt nghĩ đến, Yua có nửi cúa xuất hiện, trợ giúp một nhà Tống Mục Dương đối phó một nhà Tống Tà Dương, nhưng, đệ tử vạn độc môn kia sau khi bị Sở Trần phế bỏ công phu, ôm hận rời khỏi Thiên Thành, đến nay vẫn không có tin tức gì. Hẳn không phải là vạn độc môn, Sở Trần lại tự mình lắc đầu, vạn độc môn ở Dương Thành không có cản cơ thâm hậu như vậy. Hạ Bắc nói, buổi tụ tập tối nay, là cuộc trao đổi giữa phú nhị đại cao cấp nhất Dương Thành. Gia tộc của chị em Liễu gia ở Dương Thành quyền thế bất định không thấp. Ỷ dòng giới võ giả, ngoại trừ vạn độc môn, còn có một môn phái, am hiểu dùng độc, hơn nữa, thủ đoạn dùng độc so với vạn độc mòn càng thêm cao thâm khó lường. Tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại, suy đoán thân phận chị em Liễu gia. Lúc vừa mới bơi cùng Liễu Thiên Thiên, Sở Trần liền nhận ra Liễu Thiên Thiên có chút thay đổi. Mặc dù là biến hóa rất nhỏ, nhưng không thể gạt được ánh mắt của Sở Trần. Sở Trần dứt khoát lên bờ, dưới tình huống không biết chi tiết của đối phương, Sở Trần tự nhiên sẽ sau khi nước lạnh rửa sạch một lần, Sở Trần gọi điện thoại cho Hạ Bắc. Trần ca, tỏi đang ở phòng tập thể dục trên tầng 3. Hạ Bắc ở bên kia thở hồng hộc mở miệng, đang vận động. Cậu có biết một đôi chị em sinh đối họ Liễu không? Sở Trần hỏi một tiếng, đầu dây bên kia, dầm một tiếng, rất nhanh,
Thanh âm Hạ Bác lại vang lên, Trần ca, anh không phải là ở hồ bơi đụng phải tiểu ma nữ Liễu gia chứ? Họ có lai lịch thế nào? Sở Trần hỏi. Lưu gia ó, Dương Thành có thể nói là một gia tộc cực kỳ thần bí, nghe nói gia tộc này có không ít tài phú vô SLNS, kỳ thật tôi cũng không tính là quá mức hiểu rõ. Hạ Bác nói, quầy trung y Liễu gia, trải rộng khắp Dương Thành, thậm chí cả tỉnh Quảng Đông, là một thế gia trung y rất nổi tiếng. Đương nhiên, có thể khẳng định chính là, trung y thế gia chỉ là một bộ phận xưng danh của Liễu gia, tôi mói không tin Liễu gia có thể dựa vào một phòng thuốc trung y liền trà trộn đến vị trí thương giới đỉnh cấp Dương Thành. Đúng rồi, người khởi xướng buổi tiệc tối nay có 3 người, một trong số đó chính là Liễu Mạn Mạn của Liễu gia. Hạ Bác nói, tuy rằng tôi chưa từng cùng chị em Liễu gia giao tiếp, nhưng mà, chị em Liễu gia ở trong giới Dương Thành danh tiếng rất lớn, anh rể, nếu anh đụng phải bọn họ, dù sao cũng phải cẩn thận. Trung y thế gia, Sở Trần trầm ngâm một hồi, nói, bọn họ mời y tôi lên tầng 6 nói chuyện, cậu có muốn đi cùng tôi hay không? Đầu dây bên kia, Hạ Bác trầm mặc. Tiểu Bắc, Sở Trần hỏi một tiếng. Khụ khụ, Trần ca, tôi thấy mấy người bạn, anh đi nói chuyện trước đi, cúp máy a. Hạ Bác vội vàng cúp điện thoại. Tiểu ma nữ Liễu gia. Lúc Sở Trần đi ra khỏi phòng thay đồ, chị em Liễu gia đớ không còn ở đây, anh ngược lại rất tò mò, có thể dọa Hạ Bác đến không dám đi gặp mặt chị em muội Liễu gia, rén cuối cùng tim anh có chuyện gì. Sở Trần trực tiếp đi thang máy lên tầng 6. Lối đi tầng 6. Vừa lúc chị em Liễu gia cũng thay một bộ quần áo đờ eo về phía này. Hai chị em đều là một thân váy màu trắng, dung nhan xinh đẹp, đi về phía Sở Trần, ngay cả tiết tấu đi đường cũng không có một tia sai lệch. Sở Trần, anh còn có thể nhận ra chúng tỏi ai là chị, ai là em không? Một trong số họ hỏi, cô là Liễu Thiên Thiên. Sở Trần thành thật trả lời, có thể thẹn quá hóa giận, trầm mặt, trừng mắt nhìn Sở Trần một cái, đi thôi. Chị em Liễu gia dẫn theo Sở Trần đi vào phòng trà. Anh muốn uống trà gì? Liễu Mạn Mạn chủ động ngồi ở vị trí pha trà, hỏi Sở Trần. Tất cả đều có thể. Sở Trần ngồi đối diện Liễu Mạn Mạn, tư thái pha trà của Liễu Mạn Mạn vô cùng vui mắt, trong lúc nước chảy mây trôi, có vài phần cảm giác cổ kính, giống như khí chất cô nương đi ra từ cổ đại. Không hổ là trung y thế gia truyền thống. Sở Trần ấn than một tiếng, chỉ dựa vào phần khí chất này, cũng không phải người bình thường có thể có được. So sánh ra, Liễu Thiên Thiên ngồi bên cạnh Liễu Mạn Mạn, bộ dáng mày hớn hò sao trừng mắt nhìn Sở Trần. Sở Trần, tôi phải nhắc nhở anh, tỉ thí đêm nay anh đã thua, anh nợ tòi một điều kiện. Sở Trần gật đầu, cô có thể tùy thời đưa ra. Nam tử Hán đại trượng phu, nhất ngón cưu dính. Liễu Thiên Thiên nói, đợi lát nữa chị nói chuyện với anh, không tính là đánh cược giữa chúng ta. Thiên Thiên, vừa rồi Sở Trần là nhường em. Làm sao có thể tính toán đây? Liễu Mạn Mạn đang rửa sạch bộ đồ trà. Sở Trần mỉm cười, nếu tôi không nhường, cũng không thắng được. Vừa dứt lời, động tác trong tay Liễu Mạn Mạn hơi đình trệ một chút. Liễu Thiên Thiên thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, Sở Trần quả nhiên nhìn ra móng tay của cô tàng chứa chất độc. Liễu Thiên Thiên thức thời không dây dưa về vấn đề này nữa. Cũng may động tác pha trà của Liễu Mạn Mạn không chậm, một chén trà bưng trước mặt Sở Trần, mời dùng trà. Sở Trần không nóng lòng uống trà, cúi đầu nhìn thoáng qua, nốc trà màu vàng cam trong suốt, hương trà nhàn nhạt tản ra, làm cho người ta sảng khoái. Bưng chén trà lên, khẽ ngậm một ngụm nhỏ, Sở Trần cảm thán, thật không hổ là trà bách hoa tiên, một ngụm nhỏ như vậy, liền làm cho người ta có một loại cảm giác trăm hoa nở rộ, hương thơm tràn dày, trà ngon. Gương mặt hai chị em Liễu Mạn Mạn và Liễu Tiêm Tiêm đồng thời hơi đổi màu. Một câu nói của Sở Trần đã hiểu rõ lai lịch của bọn họ. Một lúc lâu sau, Liễu Mạn Mạn mở miệng, không hổ là thiếu chủ cửu huyền, ngay cả trà bách hoa tiên cũng có thể nếm được. Tôi dám nói, cả Dương Thành, ngoại trừ Liễu gia tôi ra, người có thể nói ra cái tên trà bách hoa tiên này, không tới 5 người. Tôi nghe nói Liễu gia là trung y thế lia ở Dương Thành. Sớ chân mỉm cười, bách hoa cũng có thể trị, cũng có thể giết người, quả nhiên cũng là danh bất hư truyền. Anh thấy Bách Hoa Cung giết người khi nào vậy? Liễu Thiên Thiên trợn trắng mắt, cô luôn cảm giác những lời này của Sở Trần là nhằm vào tình huống cô ở hồ bơi chuẩn bị xuống tay với anh. Sở Trần lấy trà nhận tội, buổi tụ hội tối nay, là nhiệm vụ của Bách Hoa Cung. Sở Trần buông chén trà xuống, hỏi một tiếng. Liễu Mạn Mạn trầm ngâm một hồi, mớ miệng nói, một tháng trước, thì một bức tranh cổ, khiến cho sóng to gió lớn, có lời đồn nói, đó là tranh cổ do một vị đế hoàng nhà Minh để lại.
bên trong cất giấu báu vật hoàng gia. Sở Trần cũng không thèm để ý, lại uống một ngụm trà, trên thị trường đồ cổ xuất hiện loại đồn thổi này, quá mức bình thường. Ngay từ đầu chúng tôi cũng không quá để ý, thế nhưng, lại qua vài ngày, có tin tức truyền ra. Liễu Mạn Mạn sau đó nói, Thương gia có bức tranh cổ kia, trong một đêm bị cướp sạch, một nhà thầm mờ gờ ra bảy ngò sao y bị tai nạn diệt môn thảm thiết. Nghe vậy, Sở Trần ngồi thẳng người, tứ vì, Buse Channel cổ kia. Tin tức cụ thể đã sớm bị chính phủ trấn áp xuống, chúng tôi cũng chỉ là thông qua một vài đường dây đặc biệt biết chuyện này. Thần sắc Liễu Mạn Mạn dần dần nghiêm túc lên, các trưởng bối Liễu gia tôi cũng thông qua quan sát một số đoạn video của bức tranh cổ kia, cuối cùng đưa ra kết luận, nếu bức tranh cổ kia là đồ thật, chính là thiên cơ huyền đồ trong truyền thuyết. Thiên cơ huyền đồ được xưng là một trong 10 bức tranh cổ đại của Trung Quốc. So, Trần nhất thời cũng có hứng thú, 10 bức tranh cổ của Trung Quốc. Hai trong số đó, được cất giữ trong bảo tàng chính phủ, còn lại, đều chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, không ai bịa bắt tích thực. Nhưng, trên thị trường đồ cổ, ngược lại thường xuyên lưu truyền ra các lơ ải tranh cổ, cơ hồ đều là giả. Không sai, cái gọi là bảo tàng hoàng gia, đương nhiên là giả dối không có thật. Liễu Mạn Mạn nói, giá trị thật sự của bức tranh cổ kia nằm ở bản thân bức tranh. Sở Trần trầm ngâm một hồi. Nhất thời nghi hoặc khó hiểu, cho dù bức tranh cổ bị mất ở kinh thành kia là thiên cơ huyền đồ, có liên quan gì với tụ hội tối nay? Sở Trần càng muốn hỏi chính là, cùng tôi có liên quan gì? Bởi vì bức tranh cổ bị mất rồi, Liễu Thiên Thi ẻn ớ một bẽn cuối cùng tìm được cơ hội mở miệng nói chuyện, vội vàng nói, một nhà hoàng chí ca tuy rằng bị diệt môn thảm hại, nhưng mà, tranh cổ cũng không có bị hung thủ cướp đi, cảnh sát từ video giám sát hiện trường nghe được một câu. Một ngày trước khi nhà hoàng chí ca bị giết, hắn đã bán bức tranh cổ kia ra ngoài, về phần bán cho ai, hắn cũng không biết, hắn trộn lẫn tranh cổ trong một vài tranh bình thường bán đi. Hung thủ thẹn quá hóa giận, lập tức giết người. Sở Trần nhìn thoáng qua Liễu Thiên Thiên, Liễu gia có bao nhiêu thực lực anh còn chưa biết, nhưng với địa vị của Bách Hoa Cung trong giới võ giá trong thế tục nhất định cũng có quyền thế nhất định, có thể tra được một số tin tức nội tình mà người khác không biết, cũng rất bình thường. Một nhà hoàng chí ca bị giết. Trước khi bị giết, hoàng chí ca nhận ra bức tranh cổ kia không rõ, rồi lại không cam lòng mình không cách nào có được bức tranh cổ này, dứt khoát trực tiếp ra tay, còn dùng loại thủ đoạn đùa giỡn người khác này, đưa tranh cổ một lần nữa chảy vào thị trường. Hoàng chí ca kinh doanh tranh cổ ở kinh thành nhiều năm, vừa vặn mấy ngày hắn gặp chuyện không may, trong cửa hàng cán làm hoạt rộng y quảng bá tranh cổ, trong cửa hàng hắn có rất nhiều ngò y mua tranh cổ, hơn nữa hoàn toàn không có ghi chép. Liễu Mạn Mạn nói, hiện tại trong giới có lời đồn đãi, tranh cổ thật sự rất có khả năng chảy vào Dương Thành. Loại lời đồn đãi này phỏng chừng còn không ít, hơn nữa, vị trí cũng không chỉ có Dương Thành. Sở Trần nói, mặc kệ lời đồn đãi là thật hay giả, phàm là người có được tranh cổ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp bán tranh cổ ra, đổi lấy tiền tài mà bọn họ cần. Liễu Mạn Mạn nói, cho nên có cơ hội rèm nay, tói tham gia tụ hội rèm y nay. Không chỉ có rể tứ của rơi di thương nhân giàu có đỉnh cấp Dương Thành, sau lưng bọn họ còn có quan hệ với thị trường đồ cổ, nếu thiên cơ huyền đồ chảy vào Dương Thành, nhất định sẽ ở trong tay những người này. Sở Trần hiểu được, tụ hội đêm nay, cũng là Liễu gia đang tìm hiểu tin tức thiên cơ huyền đồ. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến anh? Thần sắc Sở Trần vẫn nghi hoặc nhìn Liễu Mạn Mạn, người ở buổi lễ long trọng kim bái, từng dùng một cẩu, hoàng đồ bá nghiệp nói cưới. Không thể thắng được một con say, kinh diễm toàn thành. Liễu Mạn Mạn mở miệng nói, chứng tỏ bản lĩnh thư pháp của anh rất sâu, mấy ngày nay, anh lại là tiêu điểm của toàn thành, rất được chú ý. Thiên cơ huyền đồ nếu chảy vào Dương Thành, sẽ bị anh gặp phải, cũng không có gì ngạc nhiên. Sở Trần nhìn chằm chằm Liễu Mạn Mạn, có thể biết chuyện xảy ra trong buổi lễ long trọng ở Kim Bãi, chứng tỏ Liễu Mạn Mạn đúng là đã tìm hiểu rõ ràng lai lịch của anh. Liễu gia vì thiên cơ huyền đồ dốc hết sức lực. Lấy công tác chuẩn bị của bọn họ mà xem, thiên cơ huyền đồ một khi xuất hiện ở Dương Thành, Liễu gia nhất định là tình thế bắt buộc. Liễu gia vì sao lại để ý thiên cơ huyền đồ như vậy? Sở Trần tò mò hỏi một câu. Liễu Mạn Mạn cười, 10 bức tranh cổ ở Trung Quốc, bất luận kẻ nào cũng sẽ để ý, huống chi Liễu gia tôi là trung y thế gia có bể dày lịch sử nhiều năm, không lâu nữa sẽ là đại thọ của lão gia tử nhà tôi. Nếu như có thể lấy thiên cơ huyền đồ làm lễ vật mừng sinh nhật, lão gia tử nhất định sẽ tràn đầy vui mừng, đây cũng là một chút tàm ý của chúng tôi với tư cách van bôi. Cho nên, tôi sẽ nghĩ biện pháp, đạt được thiên cơ huyền đồ. Sở Trần nhìn Liễu Mạn Mạn,
khuôn mặt cũng lộ ra ý cười. Miệng của người phụ nữ, quỷ gạt người. Mọi ý bức tranh cổ của Trung Quốc, chỉ dựa vào 6 chữ này, có thể cân nhắc giá trị của Thiên Cơ Huyền Đồ. Cũng không phải Sở Trần cảm thấy Liễu Mạn Mạn không có hiếu tâm như vậy, mà là, Liễu Mạn Mạn không có năng lực như vậy. Một khi Thiên Cơ Huyền Đồ rơi vào trong tay Liễu gia, tự nhiên là không tới phiên Liễu Mạn Mạn đến xử trí. Hiếm khi cô có lòng hiếu thảo như vậy, nhưng mà, Sở Trần mỉm cười, Thiên Cơ Huyền Đồ bức tranh vô giá, thuộc về bảo vật vô giá, cho dù rơi vào trong tay bất luận kẻ nào, muốn qua tay ra ngoài có thể giạt dược tiên tái, ít nhát lá dùng 100 triệu kế. Nói thật, nếu tôi đạt được Thiên Cơ Huyền Đồ, tỏi chưa chắc sẽ cho các người. Đừng quên, anh vẫn còn nợ tôi một điều kiện. Liễu Thiên Thiên thốt ra, nếu anh đạt được Thiên Cơ Huyền Đồ, nhất định phải cho tôi, đây là điều kiện của ta. Sở Trần bất đắc dĩ, nói như vậy, tôi vừa rồi thua mấy 100 triệu. Đó là đương nhiên rồi. Liễu Thiên Thiên đắc ý, nam tử Hán đại trượng phu, cũng không thể quỵt nữ. Vậy được, không vấn đề gì. Sở Trần dứng lẽn, nếu như tôi đạt được Thiên Cơ Huyền Đồ, tôi sẽ cho nếu như không có chuyện gì khác, tôi cũng nên đi ra ngoài một chút, xem có thể hay không tìm hiểu được một vài tin tức Thiên Cơ Huyền Đồ. Không, Liễu Mạn Mạn gật gật đầu, vậy chúng ta lại liên lạc. Sau khi Sở Trần rời đi, Liễu Thiên Thiên cười hì hì, chị, em lợi hại chứ, không cần tốn nhiều sức, liền để cho Sở Trần đáp ứng, còn tiết kiệm mấy 100 triệu. Y em có khả năng bị Sở Trần bán hết còn giúp hắn đếm tiền. Liễu Mạn Mạn không tiện tức giận mở miệng, vốn Sở Trần còn nợ em một điều kiện, nhưng em hết lần này tới lần ý khác nhắc tới cái này. Xác su a sớ à Trần đạt được Thiên Cơ Huyền Đồ có bao nhiêu em biết không? Liễu gia chúng ta từ lúc ở Dương Thành răng lưới lớn, chỉ chờ Thiên Cơ Huyền Đồ chảy vào Dương Thành, mà điểm này của Sở Trần này, chỉ là tương đương với một lỗ hổng nhỏ trong tấm lưới khổng lồ này. Chúng ta vừa rồi hoàn toàn có thể thông qua cùng Sở Trần nói chuyện phương thức hợp tác, không cần hao phí quá lớn cái giá là có thể lấy được Thiên Cơ Huyền Đồ. Mà em khán cấp tung ra át chủ bài của em. Liễu Thiên Thiên trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại ngược lại, chúng ta phải vào diêu kiện cung cấp cho Sở Trần một số tin tức về Thiên Cơ Huyền Đồ, nếu không, hắn ngay cả bóng dáng Thiên Cơ Huyền Đồ cũng không chạm tới được. Liễu Mạn Mạn chỉ vào đầu Liễu Thiên Thiên, cũng là não bộ, vì sao thứ bên trong lại không giống nhau. Con người Liễu Thiên Thiên mở to tròn vo, cô phảng phất cảm giác bị vũ nhục. Tuy nhiên, không thể phản bác, đây chính là một điều kiện của thiếu chủ Cửu Huyền A. Ngoại trừ muốn thân thể của hắn, bất L kỳ điều kiện nào còn lại đều có thể để giấu bé ai kịp tơi. Mình lại lãng phí vô ích như vậy. Liễu Thiên Thiên đột nhiên cũng có y loại cảm giác mình khóc một cách ngu ngốc. Không được, em phải đi tìm hắn, nói y với hắn điều kiện đó không tính. Hừ, Liễu Thiên Thiên xông ra ngoài. Sở Trần đã đỡ eo tới phòng tập thể dục tầng 3, rất nhanh đã tìm được Hạ Bắc đang ở trên máy chạy bộ. Sao lại ở trong phòng tập thể dục cả y tối? Sở Trần đi tới. Y Hạ Bắc mồ hôi đầm đìa, ngừng lại, cảm giác tố chất thân thể của mình y không dược, hiền là phái tàng cường y rèn luyện. Đúng rồi, Hạ Bắc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, xung quanh không có người, lúc này là hạ thấp thanh âm, tiểu ma nữ Liễu gia dẫn anh lên tầng 6 làm gì? Cũng không có gì, Sở Trần bất đắc dĩ buông tay, đại khái mất mấy 100 triệu. Về chuyện Thiên Cơ Huyền Đồ, Sở Trần không có ý định nói cho Hạ Bắc biết, đây không phải là lĩnh vực mà Hạ Bắc chạm đến. Trong mắt Hạ Bắc mở to tròn vo, nhìn Sở Trần, một lúc lẩu sau, muôn vàn cảm khái, Trần ca, không hổ là anh, thậm chí ngay cả tiểu ma nữ Liễu gia cung có thể bắt dược, phá user Granny toàn Dương Thành không biết bao nhiêu người đều kính sợ cô ấy, tuy rằng bộ dạng cô ấy quả thật xinh đẹp, nhưng không ai dám trêu chọc a. Hạ Bắc đỏ mắt, tiểu ma nữ người khác không thể với tới, Trần ca thế nhưng đi lên liền xuất ra mấy 100 triệu. Người so với người, tức chết người. Trần ca quá mạnh, Sở Trần liếc Hạ Bắc một cái, đừng hiểu lầm. Hạ Bắc phục hồi tinh thần, vỗ vai Sở Trần yên tâm, tôi giữ miệng giữ mồm, tôi đi tắm rửa trước, vừa rồi có người đến thông báo, nửa giờ sau, mọi người lên tầng 6 tập hợp. Sở Trần, mười mấy phút sau, Sở Trần cùng Hạ Bắc một lần nữa đi tới tầng 6. Vừa mới đi ra khỏi thang máy, Sở Trần liền nhận ra một đạo ánh mắt nóng bỏng, ghé mắt nhìn qua, chính là Liễu Thiên Thiên. Sở Trần không để mắt đến. Hạ Bắc theo ánh mắt Sở Trần nhìn thoáng qua, nhất thời khẽ hô, sau đó hạ thấp thanh âm, vừa đi vừa mở miệng, Trần ca, đó chính là cặp song sinh Liễu gia. Sở Trần gật gật đầu, Liễu Thiên Thiên. Hạ Bắc sửng sốt, vậy mà anh có thể nhận ra được. Liễu Thiên Thiên này sâu cạn,
tôi đương nhiên liếc mắt một cái nhận ra. Sở Trần đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, Liễu Thiên Thiên cùng Liễu Mạn Mạn hoàn toàn giống nhau như đúc, nhưng tính cách của hai cô không giống, khí tức trên người cũng hoàn toàn không giống nhau. Sở Trần thân là võ giả, đối với cái này đặc biệt mẫn cảm, liếc mắt một cái liền có thể xuyên thủng. Trong mắt Hạ Bác mở to nhìn Sở Trần. Trần ca đây là lời gì của Hổ Lang vậy? Vẫn còn khoe khoang trần truồng. Anh liếc mắt một cái đã nhìn ra Liễu Tiêm Tiêm nông sâu. Hạ Bác bĩu môi, còn không phải trả giá mấy trăm triệu. Hạ Bác thừa nhận, giọng điệu của mình có chút chua xót. Liễu Thiên Thiên trơ mắt nhìn Sở Trần đi qua dưới mí mắt của mình, cô ngược lại muốn xông lên cùng Sở Trần lý luận một phen, nhưng mà, vừa rồi cỏ đã bị chị gái ngán lại, chuyện đã xong xuôi, cô lại tìm Sở Trần chính là lật lọng. Hừ, nghe nói thư pháp của anh cũng không tệ lắm, đợi lát nữa sẽ cho người ta giáo huấn hắn. Liễu Thiên Thiên bẩm. Sở Trần và Hạ Bác đi tới đại sảnh lớn nhất tầng 6. Hội trường được chia thành nhiều khu vực. Đề tài của Hạ Bác một lần nữa trở lại buổi họp mặt Phú Nhị Đại tối nay. Trần ca anh xem, ngoại trừ các loại tụ hội ăn uống đều phải có. Buổi tụ tập tối nay có không ít không khí văn nghệ. Người tham gia tụ hội tối nay, tối cảm thấy hẳn là giới văn nghệ trong giới Phú Nhị Đại đỉnh cấp Dương Thành. Tất nhiên, ngoại trừ tôi. Điểm này, Hạ Bác đối với định vị của mình vẫn rất rõ ràng. Sở Trần ngẩng đầu nhìn lướt qua, anh cũng nhận ra không khí vản nghệ mà Hạ Bác nói. Tiếng đàn quanh tai, có người đang đàn tấu tranh cổ tranh, là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn mặt như quan ngọc, xung quanh không ít người vây xem, như si như say, nhất là có mấy cô gái trẻ tuổi, ánh mắt trực tiếp phảng phất như sóng nước mùa thu. Đây chỉ là một khu vực trong đó, có người đang đánh đàn, có người đang vẽ tranh, có người đang viết thư pháp, có người đang chơi cờ, có người đang ngâm thơ. Có người đang nhẹ nhàng nhảy múa vân vân, khó trách Hạ Bác nói, đây là giới vản nghệ trong Phú Nhị Đại. Sở Trần cũng cảm giác có chút khác biệt, dù sao, trong ấn tượng vốn có của anh, cảm giác loại tụ hội Phú Nhị Đại này, hẳn là đều là rượu ngon mỹ thực, đủ loại mỹ nữ xen kẽ trong đó, một đêm tụ tập điên cuồng, tràn đầy xương trắng người đàn kia họ Bạch, Bạch Mộ. Hạ Bác đang giới thiệu cho Sở Trần, trầm giọng nói, cửa hàng đàn lớn nhất Dương Thành chính là của nhà bọn họ. Nghe nói rất nhiều nhạc cụ ngự dụng của Đại Minh Tinh, đều là Bạch gia cung ứng. Bạch Mộ cũng là một trong những người khởi xướng bữa tiệc tối nay. Ánh mắt Hạ Bác đảo qua, ánh mắt dừng trên người một thanh niên đang vẽ tranh, khởi xướng buổi tiệc tối nay tổng cộng có 3 người, ngoại trừ Liễu Mạn Mạn, Bạch Mộ gia, người cuối cùng, chính là vị công tử đang vẽ tranh này, La Vân Dương, gia đình La Vân Dương họa sĩ nổi tiếng 3 đời Trung Quốc, điển hình là nhà dòng dõi nho học, đồng thời cũng phát triển trong giới kinh doanh. Tranh vẽ La gia trải rộng khắp cả nước. Trình độ vẽ tranh thủy mặc của La Vân Dương từng đoạt quán quân cuộc thi thanh niên vẽ tranh thủy mặc toàn quốc. Ngữ, khí Hạ Bác rừng, Bạch Mộ và La Vân Dương, được ca ngợi là cầm họa song tuyệt của Dương Thành. Đúng rồi, bọn họ đều là một trong 10 công tử Dương Thành hiện giờ. Thập công tử Dương Thành, Sở Trần nghĩ đến Ninh Tử Châu. Đêm nay công tử đỉnh cấp thương giới tụ hội, dĩ nhiên không có đệ nhất thế gia Thiên Nam thiếu gia Ninh Tử Châu. Xem ra, Ninh Tử Châu cũng không phù hợp với hình tượng thanh niên vản nghệ trong mắt những người này, Ninh Tử Châu chỉ là một thương nhân thuần túy toàn thân tràn ngập mùi đồng. Ánh mắt sỏ, Trần nhìn về phía Hạ Bác, cậu xuất hiện ở loại trường họp này, cũng là một kỳ tích. Hạ Bác xấu hổ, không phản bác, lúc này, xa xa truyền đến một trận thanh âm khen ngợi. Một khúc đàn của Bạch Mộ đã kết thúc, hay, nhạc hay, làm cho ta nghe như si như say a, Bạch Mộ thiếu gia thật là thần nhân. Thoạt nghe cảm giác chính là người trong khúc nhạc, một khúc cao sơn lưu thủy này của Bạch Mộ thiếu gia, chắc là muốn tìm một chi âm a. Quá tuyệt, tôi dám nói, về tiết tấu toàn Trung Quốc không có thế hệ trẻ thứ hai nào có thể so sánh với Bạch Mộ thiếu gia. Từng tiếng tâng bốc, tán thưởng liên tục, khóe miệng Sở Trần nhẹ nhàng giật giật, quả nhiên, loại nịnh nọt, cho dù là vòng tròn đỉnh cấp hơn nữa, cũng sẽ tồn tại. Một khúc nhạc của Bạch Mộ tất nhiên là hay. Nhưng cũng không hay đến mức có thể phong thần làm đệ nhất thế hệ trẻ của Trung Quốc. Chị xem Sở Trần tựa hồ đối với khúc nhạc của Bạch Mộ có chút khinh thường. Liễu Thiên Thiên một mực chú ý Sở Trần, lúc này đột nhiên mở miệng. Liễu Mạn Mạn lắc đầu, thưởng thức cá nhân không giống nhau mà thôi, chị cũng cảm thấy khúc nhạc tối nay của Bạch Mộ có hơi lạc điệu. Đó còn không phải là vì chị. Liễu Thiên Thiên cười hì hì, ai cũng biết, chị âm chi kỷ Bạch Mộ công tử là muốn tìm là chị. Liễu Mạn Mạn liếc mắt nhìn Liễu Thiên Thiên, lúc này, bẽn kia, một trận thanh âm cổ vũ đồng thời cũng vang lén. Kinh ngạc,
đã sớm nghe nói tranh thủy mặc của La Thiếu công lực thâm hậu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Khó trách có đại họa sĩ cấp quốc gia đều từng khen ngợi, luận tranh thủy mặc, La Vân Dương có thể nói là thánh họa thiếu niên đương đại. Thật là một bức thủy mặc phượng cầu hoàng vẩy mực, rầm rộ, lại không mất đi tình yêu ấm áp suy mỹ, tôi nhìn cũng muốn yêu đương. Không ít người nghe tin đi qua vây xem tác phẩm mới của La Vân Dương. Sở Trần khẽ cười, có chút thú vị. Bạch gia công tử lấy tiếng đàn gửi tình, muốn tìm được tri âm. La gia công tử một bức phượng cầu hoàng, dường như cũng đang cầu tình. Hai người tựa hồ đều có mục tiêu. Sở Trần chú ý tới, hai người trước tiên hoàn thành tác phẩm của mình, đều nhìn về một phương hướng, chị em Liễu Thị. Liễu Thiên Thiên, hay là Liễu Mạn Mạn? Sở Trần trước tiên loại bỏ Liễu Thiên Thiên ra ngoài. Yêu hận tình thù giữa ba người khởi xướng. Lúc này, Bạch Mộ cũng đi tới trước mặt tác phẩm của La Vân Dương, thưởng thức một chút, rất tán thưởng, một bức phượng cầu hoàng đẹp. Vân Dương, kỹ xảo hội họa của anh lại tiến bộ a. Vậy cũng là dưới sự soi sáng của cao sơn lưu thủy của Mộ Thiếu, mới có thể tiến vào trạng thái tốt như vậy. La Vân Dương cười trả lời. Lúc này, chị em Liễu gia cũng đi tới. Ánh mắt mọi người nhất thời tập trung, Sở Trần cũng nhìn không được nhìn thoáng qua, công bằng mà nói, nhan sắc của hai chị em sinh đối này quả thật có chút nghịch thiên, có thể được rất nhiều công tử theo đuổi, cũng không quá đáng. Đương nhiên, Sở Trần muốn chỉ Liễu Mạn Mạn. Về phần Liễu Thiên Thiên loại tiểu ma nữ móng tay bất cứ lúc nào tàng chứa chất độc này, càng nhiều người là tôn kính mà không thể gần gũi. Mạn Mạn, La Vân Dương bước nhanh lên, khuôn mặt mỉm cười, toát ra ý cười rực rỡ, cô nhìn bức họa này, cho một đánh giá. Liễu Mạn Mạn gật gật đầu, nhìn thoáng qua bức tranh thủy mặc phượng cầu hoàng này, tán thưởng một tiếng, tranh đẹp. La Vân Dương trông mong nhìn Liễu Mạn Mạn, tất cả mọi người cũng đang theo dõi. Tuy nhiên, bình luận của Liễu Mạn Mạn đã kết thúc. Phốc, Sở Trần nhìn không được nở nụ cười, cái này qua loa có chút rõ ràng ha. Khuôn mặt Hạ Bắc biến đổi, theo bản năng muốn che miệng Sở Trần, nhưng cũng không kịp. Thanh âm Sở Trần không cao, nhưng bên cạnh có người hai người, nghe thấy đánh giá này của Sở Trần. Anh là ai, lại nói Mạn Mạn như vậy? Có người trực tiếp bất mãn mở miệng, Mạn Mạn được công nhận là đệ nhất tài nữ Dương Thành, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Còn xuất thân từ trung y thế gia, dòng dõi nho học, anh thế nhưng nói cô ấy qua loa. Chính là, Mạn Mạn tuy rằng chỉ nói hai chữ, nhưng mà, biểu đạt đầy đủ trình độ khẳng định của cô ấy đối với bức tranh này. Một người khác trầm giọng nói, một chữ, đẹp, tràn ngập trong lời nói thẳng suy nghĩ trong lòng, đầu tiên là khẳng định trình độ vẽ tranh của La Thiếu gia, sau đó là miêu tả ra bức phượng cầu hoàng này hiếm có. Một chữ, tranh, đặt nền móng cho bức phượng cầu hoàng này. Báo hiệu nó sẽ trở thành một trong những đại diện cho bức tranh của La Thiếu gia, hai chữ tổ hợp lại, biểu đạt ra tình yêu của Mạn Mạn đối với bức tranh này, đối với vật yêu thích, từ ngữ chỉnh sửa còn lại đều là dư thừa. Hạ Bắc trợn mắt há hốc mồm, Sở Trần cũng bừng tỉnh hiểu ra, không tranh cãi với phen cuồng nhiệt của Liễu Mạn Mạn, lúc này gật đầu là tồi sơ sót. Lúc này, cũng có người nhận ra Sở Trần, đây không phải là Sở Trần sao, Nam Quyền Chi Sư Sở Trần. Tôi đã xem video chiến đấu giữa anh ta và Triệu Phương Tuyền, quá đẹp trai. So với trên video thoạt nhìn càng đẹp trai hơn a, đột nhiên rất muốn cùng Sở Trần đọ sức. Một cô gái nuốt nước bọt, đôi mắt của cô phát sáng. A, thì ra là hắn a, theo tôi thấy, chỉ là võ phu thô bỉ, không đáng nhắc tới. Ánh mắt đông đảo lập tức tập trung trên người Sở Trần. Dù sao mấy ngày nay Sở Trần ở Dương Thành quá hot. Sở Trần cũng không nghĩ tới một câu nói thuận miệng của mình khiến người ta chú ý anh, vừa định rời đi, lúc này, bên cạnh Liễu Mạn Mạn, Liễu Thiên Thiên mở miệng nói, Sở Trần, không bằng anh cũng đến đánh giá một chút bức họa này của La Thiếu đi. Đông đảo tầm mắt nhìn chăm chú, Sở Trần chỉ có thể kiên trì đi lèn, nhìn thoáng qua, gật gật đầu, tranh đẹp. Quá qua loa rồi, đây tính là đánh giá gì? Tôi phỏng chừng Sở Trần hẳn là không hiểu về hội họa. Sở Trần. Hiện trường hai tiêu chuẩn lớn. Lúc này, La Vân Dương khuôn mặt mỉm cười mở miệng, thuật nghiệp có chuyên môn, Sở Trần tinh thông công phu quyền cước, chưa từng tiếp xúc qua nghệ thuật thư họa, vậy cũng bình thường, mọi người không nên làm khó người khác. Hạ Bắc nhìn không được nhìn La Vân Dương một cái, hắn cảm giác người này nhìn như là thái độ hòa khí, thực tế, là đang trào phúng Sở Trần không có trình độ thưởng thức. Hạ Bắc nhíu nhíu mày, thấy Sở Trần không nói gì, cũng không mở miệng. Chúng ta đi xung quanh đi. Sở Trần và Hạ Bắc vừa định rời đi, lúc này, trong lúc bất chợt,
lại có một đạo thanh âm vang lên, tôi viết một bức chữ, mọi người đến đánh giá. Một thanh niên bước đến với khuôn mặt mỉm cười. Phía sau hắn, có hai người hỗ trợ cầm giấy tuyên thành, trên giấy tuyên thành viết một hàng chữ, long phượng tề tụ một chỗ, xà chuột trà trộn vào trong đó. Đây là chữ viết ngoáy được viết bay bổng, cuồng thảo thư pháp, bình thường những người chưa từng tiếp xúc đều rất khó lập tức đọc hiểu cuồng thảo thư pháp. Nhưng, những người trước mắt này đều là đại diện văn nghệ trong phú nhị đại, bọn họ ngược lại đều có tiêu chuẩn nhất định. Sau khi nhìn thấy dòng chữ này, mọi người trước tiên đều sửng sốt một chút, ánh mắt chuyển hướng về phía Sở Trần cùng Hạ Bắc, khuôn mặt trở nên quái dị. Có người nhìn không được cười ra tiếng, sau đó vội vàng nói, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý. Không nói còn tốt, lời vừa dứt, càng nhiều người nở nụ cười. Liễu Mạn Mạn theo bản năng nhíu mày. Tất cả mọi người đều cho rằng Sở Trần là võ phu thô bỉ nhìn không hiểu cuồng thảo thư pháp, nhưng Liễu Mạn Mạn đã tra qua lai lịch của Sở Trần, biết Sở Trần ở trong thư pháp trình độ rất sâu. Tác giả của bức chữ này là La Vân Long, là em trai của La Vân Dương, rất hiển nhiên, em trai này sau khi nhìn thấy Sở Trần đánh giá qua loa bức tranh kia của anh trai, viết một bức chữ tới chào phúng. Hạ Bắc quả thật không hiểu, theo bản năng nói một câu, Trần ca, trên đó viết cái gì? Hạ Bắc đã đè thanh âm xuống rất thấp, nhưng mà, giờ phút này mọi người đều chú ý hai người bọn họ, nghe thấy những lời này của Hạ Bắc, nhất thời có người cười nhạo. Quả nhiên là võ phu thô bỉ, chữ lớn không biết, tay chân linh hoạt, bộ não đơn giản. Không có gì, đây là bức chữ tôi tặng cho hai người. La Vân Long cười tủm tỉm đi tới, lần đầu tiên gặp mặt. Cảm ơn hai người đánh giá bức họa này của anh trai rồi, bức chữ này, coi như là kết giao bằng hữu. Hạ Bắc không phải kẻ ngốc, từ lời nói chào phúng trêu chọc của đối phương đã nhận ra điều gì đó. Ánh mắt Hạ Bắc nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần thần sắc lãnh đạm bình tĩnh, nhìn bức chữ này, thực xin lỗi, bức chữ này quá xấu, tôi nhận không nổi. Chữ xấu, anh sẽ không cảm thấy rằng anh đọc không hiểu liền cho là xấu. Có người trực tiếp cười, có muốn tôi đọc cho anh nghe một lần không? Ánh mắt Sở Trần đột nhiên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm người nọ, vậy anh đến đọc. Người này có loại cảm giác trong nháy mắt tựa như rơi vào hang băng, cả người trong nháy mắt giật mình. Hắn thế nhưng lập tức quên mất, tên trước mắt này, là một tồn tại có giá trị nghịch thiên vũ lực. Lấy ra thế của mình đương nhiên không sợ hắn, nhưng mà, ngộ nhỡ ở chỗ này chọc giận hắn, hắn động thủ, khó tránh khỏi mình chịu thiệt. Người này kinh ngạc, theo bản năng lui về phía sau một bước. Đọc sớm nhất tại trang truyện nhai hô. Com sao vậy, anh cũng không hiểu sao. Tầm mắt Sở Trần khẽ lạnh lùng nheo lại. Anh đã muốn biết như vậy, tôi sẽ nói cho anh biết. Hai người đàn ông đứng bên cạnh La Vân Long là vệ sĩ đi theo hắn. Hắn không sợ Sở Trần, cho dù là trong bất kỳ trường họp nào, Sở Trần dám động thủ với hắn. La Vân Long tự tin, hắn có thể làm cho Sở Trần nửa đời sau đều hối hận. Thanh âm của La Vân Long rất lớn, long phượng tề tụ một chỗ, xà chuột trà trộn vào trong đó. La Vân Long nở nụ cười, có phải là rất hợp với tình hình hay không? Vừa dứt lời, sắc mặt Hạ Bắc không khỏi quay sang một bên, nhất thời âm trầm vài phần, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Tụ hội tối nay, là hắn mời Sở Trần cùng đi tới, nhưng mà hiện tại, lại liên lụy Sở Trần cùng hắn bị người nhục nhã. Hạ Bắc mạnh mẽ đi lên phía trước, vừa định mở miệng. Sở Trần xua tay ngăn hắn lại, Tiểu Bắc, đừng kích động, người khác chính là thiếu gia hào môn cầm kỳ thư họa tinh thông, không giống như những võ phu thô bỉ như chúng ta. La Vân Long nở nụ cười, Sở Trần, chỉ dựa vào những lời này của anh, bổn thiếu gia rất tán thưởng anh, có hứng thú đến làm vệ sĩ của tôi hay không? Sở Trần liếc hắn một cái, người có xứng sao? Không để ý tới La Vân Long. Sở Trần trực tiếp đi tới trước mặt bức phượng cầu hoàng kia, nếu La Gia thiếu gia đối với đánh giá vừa rồi của tôi về bức họa này có ý kiến, như vậy, tôi một lần nữa đánh giá một chút. Liễu Mạn Mạn nhìn Sở Trần, lúc này, Liễu Thiên Thiên nhìn không được nở nụ cười mở miệng, tôi ngược lại muốn biết, trong lòng nhanh ngươi đối với bức họa này đánh giá thực sự là cái gì. Sở Trần nhìn thoáng qua, chợt ngẩng đầu lên, phượng không phải phượng, hoàng không phải hoàng, thay vì nói là phượng cầu hoàng. Chi bằng nói là phượng tù hoàng, chú ý, chữ tù thứ hai, là tù nhân bị giam cầm, trong bức họa này phượng hoàng tựa như bị nhốt, hoàn toàn mất đi linh tính của thần thú, càng không có bất kỳ thần vận nào, chỉ có thể nói là tác phẩm vẽ nguệch ngoạc. Lặng ngắt như tờ, từng đạo ánh mắt tập trung ở trên người Sở Trần, không thể tin nhìn Sở Trần. Bọn họ vốn theo bản năng cho rằng, Sở Trần lần thứ hai đánh giá phượng cầu hoàng, sẽ nghĩ cách nói một số lời khen ngợi.
nhưng không nghĩ tới, bức phượng cầu hoàng này trực tiếp bị Sở Trần làm cho không đáng một đồng. Phượng không phải phượng, hoàng không phải hoàng. Trong miệng Liễu Mạn Mạn khẽ lẩm bẩm mấy chữ của Sở Trần, còn người rơi trên bức tranh, càng lúc càng sáng lên. Sở Trần cũng không phải là đang làm loạn, ngược lại trực tiếp chỉ ra chỗ yếu của bức họa này. Đương nhiên, lấy tiêu chuẩn của La Vân Dương, cũng không đến mức nói là tác phẩm vẽ nguệch ngoạc. Anh tính là cái thá gì? La Vân Long vừa muốn phát tác, lại bị La Vân Dương xua tay chặn lại. La Vân Dương giận dữ cười ngược, nhìn chằm chằm Sở Trần, nếu anh cho rằng đây chỉ là một bức vẽ nguệch ngoạc, như vậy tôi nghĩ, anh nhất định đã gặp qua phượng cầu hoàng đẹp hơn a. Sở Trần suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, gặp qua rất nhiều, bức họa này của anh quả thật là kém nhất. Ngay cả La Vân Long cũng bật cười, nói năng bậy bạ, ngay cả mấy người cuồng thảo thư pháp cũng không hiểu, lại dám nói khoác không biết ngưỡng như vậy, tôi khuyên anh nên cút đi sớm một chút đi, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Giả vờ cũng có khuôn mẫu, hắn làm sao không nói mình cầm kỳ thư họa còn tinh thông như vậy. À, Sở Trần thật sự có bản lĩnh này, tại chỗ vẽ ra một bức phượng cầu hoàng vượt qua La Vân Dương, lão tử liền ăn hết bức phượng cầu hoàng này. Ánh mắt Sở Trần tập trung người này, tầm mắt híp lại, anh là ai? Người này sửng sốt một chút, cũng không sợ, người có thể xuất hiện ở trường hợp này, không phú thì quý, hắn trực tiếp đứng trước một bước, mở miệng nói tôi là Lê Nhạc Kinh. Gia đình bán đồ cổ, Hạ Bác thấp giọng mở miệng, anh vừa rồi nói, nếu tôi vẽ ra bức tranh còn hơn bức này, anh đều ăn hết bức họa này đều. Sở Trần hỏi, Lê Nhạc Kinh ngẩn ra, lập tức ngược lại không biết nên trả lời Sở Trần như thế nào. Kinh thiếu anh lo lắng cái gì, hắn đang hù dọa anh. La Vân Long trực tiếp nói, tính tôi một phần, hắn có thể vẽ ra bức tranh tiêu chuẩn cao hơn, tôi cùng anh ăn bức họa này. Ha ha ha, không bằng cũng tính tôi một phần đi. La Vân Dương cũng chế nhạo nở nụ cười, dù sao đây là tôi tự tay vẽ ra. Một bên, Bạch Mộ không nhịn được cười, vậy tôi cũng góp vui. Trong mắt bọn họ, bức tranh thủy mặc phượng cầu hoàng này của La Vân Dương đã đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất của thế hệ trẻ, huống chi, Sở Trần chỉ là một võ phu thô bỉ, múa đao lộng thương còn được, cầm bút vẽ tranh, có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Vẫn là phải vẽ một bức tranh thủy mặc tiêu chuẩn cao hơn tại chỗ. Lùi một vạn bước, mặc dù Sở Trần vẽ ra tiêu chuẩn không thấp, nhưng dựa vào cái gì có thể được nhận định trên tiêu chuẩn của La Vân Dương. Sở Trần đào cho mình một vòng lớn, anh xem. Chúng tôi nhiều người như vậy đều tham dự, ngược lại thì sao? La Vân Dương khuôn mặt mỉm cười nói, nếu như anh vẽ ra, còn lâu mới bằng phượng cầu hoàng của tôi thì sao? Sở Trần không chút do dự, vậy Tiểu Bắc liền ản hết hai bức họa này. Trong mắt Hạ Bắc trợn tròn, sâu kín nhìn Sở Trần. Mọi người nhìn không được nở nụ cười, thì ra là đang lừa thiếu gia Hạ gia a. Xem ra Sở Trần cũng không tính là thật sự ngốc, chậc chậc, hai người thật đúng là anh em tốt. Vậy thì bắt đầu đi. La Vân Dương khoát tay, chúng tôi cũng không có nhiều thời gian lãng phí trên người anh như vậy. Anh chuyển bàn ghế sang một bên, vẽ xong lại nói một tiếng. Nhưng mà, anh đừng nói là muốn vẽ đến sang nám. Lúc tôi vừa vẽ bức phượng cầu hoàng này dùng một giờ, anh, tôi sẽ cho anh hai tiếng. Lời vừa dứt, những người xung quanh tán thưởng. La thiếu đại khí, tôi cảm giác Sở Trần là bởi vì mấy ngày nay danh chấn Dương Thành, triệt để phiêu phiêu. Đây chính là lĩnh vực hoàn toàn không giống với công phu quyền cước của hắn. Đây sẽ là 2 giờ khó khăn nhất trong đời Sở Trần. Sở Trần nhìn thoáng qua La Vân Dương, ngược lại mờ miệng, Tiểu Bắc, mài mực. Hạ Bắc cắn răng, ôm tín nhiệm Sở Trần, sải bước đi lên. Sở Trần đi qua, mở giấy tuyên thành ra, khẽ sờ một chút, không hổ là hào mòn thế gia, đều dùng giấy tuyên thành đỉnh cấp. La Vân Dương nhướng mày, tôi đã nói với anh rồi. Chuyển bàn sang một bên, không mất quá nhiều thời gian. Khóe miệng Sở Trần dương lên, võ phu thô bỉ như chúng tôi vẽ tranh, theo đuổi tốc độ nhiều một chút, 10 phút là đủ rồi. 10 phút, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, chợt bật cười. Ngay cả chính mình cũng thừa nhận là võ phu thô bỉ a. 10 phút hát mực thành họa, vẽ ra một bức tranh thủy mặc tiêu chuẩn trên phượng cầu hoàng của La Vân Dương, ngay cả đại sư cấp quốc gia cũng không dám cam đoan nhất định có thể làm được. Nói khoác mà không biết ngượng, thật rốt nát cỡ nào mới có thể nói ra những lời này, nghe thật sự làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Còn chưa nói, tôi hiện tại vỏ cùng tò mò, 10 phút sau, Sở Trần có thể giao ra loại tác phẩm gì? Không ít người bật cười, còn người Liễu Mạn Mạn cũng nhìn Sở Trần, trong nhận thức của cô đối với Sở Trần hẳn không phải loại người không có mục tiêu,
anh thật sự có loại nắm chắc này. Hừ, tôi mới không tin. Liễu Thiên Thiên mở miệng. La Vân Long nở nụ cười với Sở Trần, vậy tôi chờ mong màn trình diễn của anh a. Lê Nhạc Kinh vốn trong lòng còn có một tia thấp thỏm, lúc này cũng nhất thời hoàn toàn bình tĩnh, vốn tưởng rằng Sở Trần còn có thể là vương giả ẩn núp, nhưng từ câu nói vừa rồi mà xem, tên này tuyệt đối chính là người mạnh miệng nhất. Từ vẻ mặt thấp thỏm bất an của thiếu La Hạ ra bên cạnh hắn đủ để thấy được. Sở Trần chỉ là khoe khoang ngốc nghếch, dù sao, cho dù thua, người phải ăn bức họa này, chính là Hạ Bắc. Thủ túc tình thâm a, Lê Nhạc Kinh cũng nhịn không được vui vẻ. Sở Trần cất bước đi lên phía trước. Sở Trần, anh cũng không cần mời người làm trọng tài sao? Liễu Mạn Mạn nhịn không được nhắc nhở Sở Trần một tiếng. Không cần, Sở Trần cũng không quay đầu lại, bạn nhỏ đều có thể nhìn ra, tác phẩm thật sự cùng tác phẩm vẽ nguệch ngoạc khác nhau. Liễu Mạn Mạn ngẩn ra, cô cũng bắt đầu cảm thấy Sở Trần đang khoe khoang. Tên này như thế nào càng nói càng không có giới hạn. La Vân Dương chẳng những không có tức giận, khuôn mặt tươi cười càng tăng, giống như nhìn chú hề vậy. Mời, giấy tuyên thành màu trắng đã trải trên mặt bàn. Có người theo bản năng lấy điện thoại ra, nhắm ngay Sở Trần, muốn ghi lại cảnh tượng buồn cười hoang đường của Nam Quyền Chi Sư. Khuôn mặt mang theo trêu chọc, nếu chuyện đêm nay lưu truyền, thanh danh của Sở Trần, chỉ sợ sẽ xuống dốc không phanh a. Vậy cũng là do hắn tự tìm, không biết không có tội, nhưng nếu sự thiếu hiểu biết để khoe khoang, đó là tội lỗi không thể tha thứ. Khi Sở Trần cầm bút lên, hiện trường dần dần an tĩnh lại. Tuy rằng đều xem thường Sở Trần, nhưng mà, tố chất cơ bản không quấy rầy Sở Trần 10 phút ngắn ngủn vẫn có. Đôi mắt Sở Trần rơi trên giấy tuyên thành, không nóng lòng động bút, hai tròng mắt nhẹ nhàng nhắm lại, trong đầu bắt đầu phác họa ra một bức phượng cầu hoàng. Không sai, Sở Trần muốn vẽ ra tác phẩm thủy mặc vượt qua phượng cầu hoàng, đồng dạng là phượng cầu hoàng. Chỉ có cùng một tác phẩm, mới dễ dàng phân biệt cao thấp hơn. Còn có khuôn mẫu, sẽ không cứ như vậy đứng 10 phút chứ. Tôi ngược lại đã từng nghe một vị họa sĩ danh thủ quốc gia nói qua, vẽ tranh một loại cảnh giới cực cao, là trong tâm trí có vẽ, lại thông qua đầu bút truyền ra, Sở Trần chẳng lẽ đang vẽ tranh trong tâm trí. Phốc, anh là gian tế Sở Trần phái tới sao? Có người nở nụ cười, nhưng mà, nụ cười vừa mới xuất hiện, liền hoàn toàn ngưng động, mở to mắt ra. Sở Trần đột nhiên động, bút lông trong tay vung lên. Ba một tiếng đánh bay một lon mực đặt bên cạnh, mực bay ra, giống như bảng dán đen kịt, bay múa trên không trung. Trong đám người vang lên một trận âm thanh kinh hô, không ít người theo bản năng lui về phía sau han bước, sợ bị mực hắt lên người mình. Sở Trần một tay cầm bút, nhanh chóng chuyển động, mực đen rơi xuống giấy tuyên thành, nhuộm thành từng bức tranh, giờ khắc này, tất cả mọi người đều nín thở. Bọn họ không biết tiêu chuẩn vẽ tranh thủy mặc của Sở Trần như thế nào, nhưng mà... Sở Trần lộ ra kỹ năng này, đã đủ kinh nghiệm. Đẹp trai quá, có người buột miệng, ngay cả La Vân Dương cũng nhìn không được trong lòng sinh lòng ghen tị. Sở Trần một tay vung mực vung bút chơi tiêu sái tự nhiên, thật sự quá đẹp trai, nếu mình có kỹ năng như vậy, lại phối hợp với kỹ năng vẽ tranh của mình mà nói, lo gì không hấp dẫn được Liễu Mạn Mạn. Hừ, hắn vốn là võ giả, đùa giỡn ra vẻ không phải rất bình thường sao? La Vân Long lúc này nói, tôi phỏng chừng vẽ ra thành phẩm. Tuyệt đối vào cùng thê thảm. Tất cả mọi người không thể nhìn thấy. Hạ Bắc cũng hoàn toàn bị Sở Trần hấp dẫn. Hắn nghĩ tới cảnh Sở Trần lúc trước ở thư phòng Tống Lão Gia Tử, nhìn thấy Sở Trần vung bút viết chữ. Hạ Bắc theo bản năng nắm chặt nắm tay, ánh mắt đột nhiên tự tin. 5 phút đã trôi qua, nhưng tôi vẫn chưa thấy Phượng Hoàng ở đâu. Đột nhiên có người lên tiếng. Liễu Mạn Mạn nhìn chằm chằm Sở Trần. Đột nhiên, tay trái Sở Trần vỗ mạnh lên mặt bàn. Ba một tiếng dứt khoát lưu loát vang lên, bút lỏng đặt ở một bên khác của bàn trực tiếp bay lên, rơi vào trong tay Sở Trần. Hắn muốn làm gì vậy? Liễu Mạn Mạn phảng phất nghĩ tới cái gì đó, lập tức nín thở, con người gắt gao nhìn chằm chằm Sở Trần. Khuôn mặt Sở Trần giờ khắc này tràn ra tự tin không gì sánh kịp, anh đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, hai tròng mắt như sao sáng, hai tay trái phải mỗi tay nắm một cái bút, đầu bút đồng thời rơi vào trên giấy tuyên thành. Wow! Giới vạn nghệ phú nhị đại đỉnh cấp Dương Thành này cũng phát ra một tiếng kinh hô dễ nghe này. Vẽ cùng nhau bằng tay trái và tay phải. Làm hai việc cùng một lúc. Có cần khoe khoang như vậy không? Sở Trần không phải đang vẽ tranh, hắn đang biểu diễn. Liễu Thiên Thiên trợn mắt há hốc mồm, chị, Sở Trần là vẽ bậy hay là thật sự có bản lĩnh? Đường nét tranh dưới ngòi bút của Sở Trần đớ càng thêm rõ ràng.
Liễu Mạn Mạn lầm bầm mở miệng, tay trái vẽ phượng, tay phải vẽ một cầu vồng. Liễu Thiên Thiên thốt ra, đoạt đáp. Liễu Mạn Mạn, trong bút có tiên, Sở Trần hiện tại vận dụng, là kỹ thuật vẽ song tiên nhập thần trong truyền thuyết, tay trái vẽ phượng, tay phải vẽ hoàng, đồng bộ mà làm hai việc một lúc, cái này, quả thực là kỹ nàng vẽ thần kỳ. Con ngươi Liễu Mạn Mạn mang theo vài phần nóng bỏng nhìn Sở Trần, đến tình trạng này, tranh của Sở Trần đã dần dần thành hình, Liễu Mạn Mạn cơ hồ có thể sớm tuyên bố kết quả. Tay trái vẽ phượng, tay phải vẽ hoàng. Thanh âm của Liễu Mạn Mạn quanh quẩn trong đầu mọi người, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, vô cùng kích động nhìn Sở Trần đang vẽ tranh. Cả người La Vân Dương tựa như hóa đá ngây dại bất động, không thể tin nhìn Sở Trần. Mấy thế hệ La gia đều sinh ra họa sĩ cấp danh thủ quốc gia, trong lĩnh vực hội họa, La Vân Dương có trình độ và kiến thức vượt xa bạn bè cùng trang lứa. Từ xưa đến nay, giới hội họa đã sinh ra vô số thiên kiêu, cũng xuất hiện vô số tác phẩm truyền thế. Song tiên nhập thần, La Vân Dương từng nghe lão gia tử nói qua, đó là một trong nàm tuyệt thủ trong giới họa, cho dù là các đời La gia, cũng không có ai nắm giữ tuyệt kỹ song tiên nhập thần. Song tiên nhập thần Sở Trần vẽ ra, La Vân Dương liền biết mình chắc chắc thất bại. Ai nói đây là võ phu thô bỉ, La Vân Dương trong nháy mắt có loại cảm giác khuôn mặt nóng bỏng, hận không thể tìm một khe hở chui vào. 10 phút, La Vân Dương chưa bao giờ cảm giác được 10 phút dài như vậy. Mỗi một phút một giây đối với hắn mà nói, đều là như mang ở sau lưng, dày vò vô cùng. Bước cuối cùng, hai tay Sở Trần đồng thời dừng lại, ba một tiếng bút rơi sang một bên, vặn mở nước suối bên cạnh, uống ửng ực một ngụm, phun ra ngoài. Việc đã làm xong, ánh mắt mọi người nhao nhao dừng lại trên bức tranh, trong nháy mắt này, có loại cảm giác run rẩy xuất phát từ linh hồn. Hơi nước lượn lờ, bức tranh phảng phất thoáng cái sống lại. Thần vận Phượng Hoàng thấm qua giấy tuyên thành. Chiếu vào mắt mọi người. Bọn họ rất khó dùng từ ngữ nào để hình dung, nhưng giờ khắc này, trong lòng đều có đáp án khẳng định. Bức tranh này, mới là Phượng Cầu Hoàng thật sự. Hai bức họa bày ra cùng một chỗ, La Vân Dương vẽ ra một bức Phượng Cầu Hoàng, quả thật giống như là tác phẩm vẽ nguệch ngoạc. Con người Liễu Mạn Mạn tràn đầy chấn động, cô có thể đoán được trình độ tranh vẽ của Sở Trần không thấp, nhưng mà, tuyệt đối không thể tưởng tượng được, Sở Trần lại nắm giữ tuyệt kỹ song tiên nhập thần. Trực tiếp nghiền ép La Vân Dương. Phải biết rằng, La Vân Dương chỉ một tháng trước, vừa mới dựa vào bản lĩnh vẽ tranh thủy mặc của mình, giành được quán quân vẽ tranh thủy mặc tranh thanh niên toàn quốc. Mà Sở Trần, treo quán quân, Phượng Cầu Hoàng thật sự, con người Liễu Thiên Thiên rơi vào trên người Sở Trần, trong lúc bất chợt cảm thấy Sở Trần cũng không đáng hận như vậy, sau đó lại nhìn thoáng qua La Vân Dương, càng cảm thấy, mình bị Sở Trần đùa giỡn một chút cũng không có gì. Ngay cả La Vân Dương cũng rơi vào trong tay Sở Trần, hắn chính là một trong thập công tử Thiên Nam A. Lợi hại, Liễu Thiên Thiên là người đầu tiên vỗ tay. Hạ Bắc phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía Liễu Thiên Thiên, ý vị thâm trường, không hổ là người đầu tiên bị Trần ca chinh phục. Hạ Bắc cũng vỗ tay, đồng thời nở nụ cười, cao thấp đã phân A. Không có người khác vỗ tay theo, dù sao, người vừa mới liên quan đến đánh cược, không chỉ có một mình La Vân Dương. Thậm chí ngay cả Bạch Mộ Thiếu gia cũng tham dự. Trong mắt mọi người, Sở Trần chung quy chỉ là một người ngoài, hiện tại là cường long qua sông, tung hoành trong sân. Tuy nhiên, cũng không ai dám nghi ngờ bức tranh này của Sở Trần. Lúc này bọn họ cũng nhớ tới câu nói vừa mới nói của Sở Trần, bạn nhỏ đều có thể nhìn ra. Kết quả, đúng là như vậy. Anh thua rồi, Sở Trần nhìn La Vân Dương, thần sắc bình tĩnh mở miệng. Khuôn mặt La Vân Dương biến ảo vài phần. Lúc này, La Vân Long ở một bên mở miệng, trấn thanh nói, ai nói anh trai tôi thua? Tranh của ai đẹp hơn, vậy phải người ở hiện trường cùng nhau thưởng thức mới biết. Liễu Mạn Mạn nhướng mày. Theo tôi thấy, bức Phượng Cầu Hoàng này của Sở Trần, mãi mãi không bằng Phượng Cầu Hoàng của anh trai tôi. La Vân Long tiếp tục nói, phía dưới, mọi người cùng nhau bỏ phiếu. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. La Vân Long, các người có phải thua không chịu nổi? Liễu Thiên Thiên nhìn không được lên tiếng, ngay cả loại người không biết vẽ như tôi, đều cảm thấy là Sở Trần đẹp hơn, các người chắc hẳn càng thêm dễ dàng phán đoán A. Trình độ cao thấp của một bức tranh, đương nhiên không phải dựa vào cảm giác cá nhân có thể phán đoán ra. La Vân Long nói, nếu tỷ thí hôm nay không có trọng tài, như vậy, người ở đây cùng nhau bỏ phiếu, thiểu số theo đa số, đây là công bằng nhất. La Vân Dương cùng Bạch Mộ đều không có mở miệng. Tựa hồ là ngầm đồng ý với cách làm của La Vân Long. Tóm lại,
tối nay tuyệt đối không thể thua. Các người, Liễu Thiên Thiên có chút nhìn không được, đang muốn tức giận. Sở Trần lại cười cười, không thành vấn đề, vốn là không có trọng tài quyết đấu, để khán giả bỏ phiếu là tốt nhất. Tuy nhiên, vì lợi ích của sự công bằng, tôi đề nghị bỏ phiếu bằng tên thật, thế nào? Tên thật thì tên thật, La Vân Long sợ Sở Trần phản hồi, lập tức gật đầu cứ quyết định như vậy. Đồng thời, La Vân Long trong lòng âm thầm cười lạnh một chút. Theo hắn thấy, Sở Trần nói bỏ phiếu tên thật, có vài phần muốn uy hiếp bọn họ, nhưng mà, cái vòng tròn này của bọn họ, ở Dương Thành có thể đi ngang, còn lo lắng Sở Trần uy hiếp. Trong mắt La Vân Long, tính toán như ý của Sở Trần, hoàn toàn đánh nhầm. Sở Trần, như vậy anh thua chắc rồi. Liễu Thiên Thiên nhịn không được nhắc nhở Sở Trần, tên này cũng quá mức bành trướng đi, nếu như thật sự bỏ phiếu trực tiếp, mặc dù biết rõ tranh của Sở Trần còn hơn một bậc, tuyệt đại đa số người cũng nhất định sẽ bầu cho La Vân Dương. Tôi tin rằng tầm nhìn của công chúng là sáng như tuyết. Sở Trần nở nụ cười, nói với Hạ Bắc Tiểu Bắc, ghi lại toàn bộ quá trình bỏ phiếu, nhớ rõ ràng một chút, những người trước mắt này, đều là thanh niên kiệt xuất trong giới văn nghệ cổ vật Dương Thành, tinh anh do ghỉa tộc mình bồi dưỡng ra, chúng ta cho dù thua, cũng thua tâm phục khẩu phục. Vừa dứt lời, Hạ Bắc vốn còn đầy thấp thỏm trong lòng nhất thời hiểu được ý tứ của Sở Trần, nhất thời ánh mắt sáng lên, lấy điện thoại di động ra. Nhắm ngay hai bức phượng cầu hoàng đặt trên mặt bàn, bỏ phiếu có thể bắt đầu. Lúc này, La Vân Long nhướng mày, thần sắc trầm thấp nói, Sở Trần, anh đây là có ý gì? Bỏ phiếu tên thật, quá trình này, tất nhiên, phải được ghi lại. Sở Trần thần sắc bình tĩnh, đừng lãng phí thời gian, bắt đầu bỏ phiếu đi. Hạ Bắc một tay cầm điện thoại di động, còn nhân tiện nói ra một câu mở đầu, tối nay, Nam Quyền Chi Sư Sở Trần cùng thiếu gia La Vân Dương Dương Thành tỉ thí kỹ thuật vẽ tranh. Hai bên mỗi người vẽ một bức phượng cầu hoàng, xuất hiện ở bên trái ống kính chính là tác phẩm của Sở Trần. Hiện tại, do đại diện các nhà Dương Thành đền bỏ phiếu cao thấp đối với hai bức tranh này, được, đầu tiên bỏ phiếu chính là Liễu Gia, Trung Y Thế Gia Dương Thành. Hạ Bắc trực tiếp nhắm điện thoại vào chị em Liễu Gia. Chúng ta bỏ phiếu Sở Trần thắng. Liễu Thiên Thiên không chút do dự mở miệng, không ít người sắc mặt biến đổi mãnh liệt, nếu chỉ là phạm vi vòng tròn tối nay. Bọn họ hoàn toàn có thể không kiêng nể gì giúp La Vân Dương, bỏ phiếu cho La Vân Dương. Nhưng ai có thể ngờ được, Hạ Bắc lại quay video. Bọn họ hiện tại có thể nhắm mắt nói dối, nhưng một khi video phát ra, không chỉ là vấn đề danh dự cá nhân của bọn họ, càng liên lụy đến gia tộc bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Quan trọng nhất, sự khác biệt giữa hai bức tranh là quá rõ ràng. Trong bọn họ, đại đa số trong nhà đều có kinh doanh liên quan đến tranh chữ. Nếu ngay cả bọn họ cũng không phân biệt được một bức tranh đẹp hay xấu, như vậy, ai còn dám mua tranh nhà bọn họ? Khóe miệng Liễu Mạn Mạn khẽ nhếch lên một chút, cô cũng không thể tưởng tượng được, Sở Trần lại có thể nghĩ đến biện pháp này. Quả thật làm cho đám phú nhị đại này đều rất khó chịu. Bỏ phiếu bằng tên thật, người thứ hai Hạ Bắc quay là Bạch Mộ, tiếp theo là vị công tử đệ nhất cầm hành thế gia của Dương Thành, Bạch Mộ, cũng là một trong thập đại công tử thiên nam của chúng ta. Từ xưa đến nay, cầm kỳ thư họa không tách rời, nghe nói Bạch Mộ công tử xưa nay có danh xưng bậc thầy về đàn, không biết đối với hai bức họa này, Bạch Mộ công tử đánh giá như thế nào. Sở Trần mỉm cười, Hạ Bắc quả thật khôn khéo. Cảnh quay đầu tiên quay chị em Liễu Gia, bởi vì Hạ Bắc biết chị em Liễu Gia nhất định sẽ bỏ phiếu cho Sở Trần. Ngay sau đó, hắn không cho người khác bỏ phiếu, mà là trực tiếp cho Bạch Mộ có thân phận địa vị cao nhất ở đây. Trong giới này, Bạch Mộ và La Vân Dương được xưng là song tuyệt, là đại ca dẫn đầu trong giới này. Bạch Mộ bỏ phiếu, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến những người còn lại. Ống kính nhắm ngay Bạch Mộ, khuôn mặt Bạch Mộ lại hoàn toàn không có tươi cười, hắn muốn ngăn cản Hạ Bắc, thế nhưng, hắn cũng không quên, hai người trước mắt này, là võ phu thỏ bỉ. Giới văn nghệ phú nhị đại đỉnh cấp bọn họ tối nay, bị võ phu nghịch tập. Đây là một sự sỉ nhục lớn, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Bạch Mộ. Thật lâu sau, Bạch Mộ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, hai bức phượng cầu hoàng, hơn một bậc chính là Sở Trần. Dứt lời, La Vân Long sắc mặt đại biến, nhưng cũng bất lực, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm Sở Trần. Sau một hồi phập phồng kịch liệt chẽn ngực La Vân Dương, cố gắng bình phục cảm xúc của mình, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạ Bắc còn đang cầm điện thoại di động, xóa video đi, không cần phải bỏ phiếu nữa, tôi nhận thua. Hạ Bắc thu hồi điện thoại di động. Hắn đương nhiên rõ ràng thế lực đại diện sau lưng đám người trước mắt này, đều là đỉnh cấp Dương Thành,
Tối nay nếu như không phải bọn họ khí thế bức người, Hạ Bắc tuyệt đối không có tâm tư trêu chọc bọn họ. Anh, La Vân Long còn có chút không phục, em câm miệng đi, La Vân Dương nhìn không được giận dữ mắng hắn một tiếng. Nguyên nhân của toàn bộ sự việc, chính là La Vân Long dẫn đầu viết ra một bức chữ kia, ý đồ dùng để nhục nhã Sở Trần, không nghĩ tới, lại bị Sở Trần nhục nhã. Được rồi, cái gọi là không đánh không quen biết, chuyện này liền bỏ qua đi. Bạch Mộ lúc này cũng bình phục tâm tình, thản nhiên mở miệng nói, chúng ta nơi này còn có một vài chuyện quan trọng thương lượng, người không liên quan, xin tạm thời lui một chút đi. Tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại, không hồ là giới văn nghệ đại gia, thua cũng lập tức cho mình một lối thoát đàng hoàng. Sở Trần đột nhiên cười lạnh, dựa theo quy trình mà nói, không phải còn có một bước cuối cùng sao? Ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào trên người Sở Trần. Sở Trần, anh đừng được nước lấn tới. La Vân Long trực tiếp thanh âm hung ác, nhìn chằm chằm Sở Trần. Ngón tay Sở Trần khẽ gõ lên mặt bàn, chỉ chính là một bức họa La Vân Dương vẽ ra, ăn hết. Sở Trần, Bạch Mộ còn muốn mở miệng, lại bị Sở Trần cắt đứt, thẳng thừng nói, bao gồm cả anh, tôi nhớ không lầm, vừa rồi anh cũng gom góp một phần. Khuôn mặt Bạch Mộ nhất thời âm trầm xuống. Vừa rồi ai có thể nghĩ đến, Sở Trần lại có được một tay thần kỳ song tiên nhập thần kỹ thuật như vậy. Bạch Mộ trong lòng đồng dạng thầm hận La Vân Dương không có ký tiến thủ, mới để cho mình đặt mình vào loại tình cảnh cưỡi hổ khó xuống này. Bạch Mộ nhìn chằm chằm Sở Trần, gằn từng chữ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Những lời này thực sự không sai, nhưng không áp dụng cho các người. Sở Trần cười cười, nếu thua là tôi, các người phỏng chừng còn đang tiếp tục trào phúng chế nhạo đi, ngược lại, các người thua, một câu nói bỏ qua. Cái giá phải trả cho sai lầm của các người là quá thấp. Mọi người nhìn Sở Trần. Sở Trần thần sắc không có bất kỳ một tia sợ hãi nào, ngữ khí bình thản, nhẹ nhàng mở miệng nói, huống chi, Sở Trần tôi chỉ là một võ phu thô bỉ, không hiểu được lễ tiết giữa các tầng lớp cao cấp các người, ta chỉ biết quy củ giang hồ, có ân báo ân có thù bảo thù. Thanh âm Sở Trần từng chữ gõ vào bên tai mọi người. Quy củ giang hồ, có ân báo ân có thù báo thù. Người tham dự đánh cực sắc mặt đều không ngừng biến ảo. Sở Trần cản bản không đặt người đứng sau của bọn họ ở trong mắt. Ngoài mặt trả thù, Tống gia Sở Trần ở Thiền Thành, lại không kinh doanh ngành nghề liên quan đến thư họa, bọn họ đều không ảnh hưởng. Ngầm nói, Sở Trần là nam quyền chi sư danh chấn Dương Thành, vũ phu cường đại thỏa đáng, cản bản không sợ bọn họ sau lưng dùng ám chiêu để trả thù. Cho nên, Sở Trần không kiêng nể gì, tôi cũng sẽ cho các người 10 phút. Sở Trần cuối cùng nói một câu, ăn không hết, tôi đút cho các người ăn. Những lời cuối cùng, Sở Trần nói với La Vân Long, hơn nữa còn cười tủm tỉm chỉ vào một bức chữ ở một bên, đúng rồi, ản một bức họa, tặng một bức chữ, tất cả đều ản hết. Thanh âm của Sở Trần La Vân Long nghe qua, giống như sấm sét đột nhiên rơi xuống. La Vân Long không dám hoài nghi lời Sở Trần nói, đây là tên hung ác ngay cả đoàn Nam Mỹ Triệu Phương Tuyển cũng đánh răng rơi đầy đất, hơn nữa chuyện tối nay La Vân Long tự biết không hợp đạo lý, nếu truyền ra ngoài. Lấy danh tiếng hiện tại của Sở Trần, sẽ trực tiếp đẩy hắn thậm chí cả La gia đến vị trí đầu sóng ngọn gió. Có chơi có chịu, La Vân Long hoành hành, yên lặng nhìn thoáng qua những người còn lại, lúc này, đột nhiên cảm thấy may mắn chính là, lúc ấy nhắc tới ăn chanh, có gần 10 người đứng ra góp vui. Nhiều hơn một người, nhiều miệng hơn, kinh thiếu, La Vân Long xé bức chanh ra, đưa một phần cho Lê Nhạc Kinh. Lê Nhạc Kinh khổ sở muốn khóc, vốn không liên quan đến hắn. Lại muốn nhảy ra, nhiều chuyện, Lê Nhạc Kinh yên lặng nhìn tờ giấy La Vân Long đưa tới, vừa lúc là một cái đầu phượng. Hắn phảng phất nghe thấy La Vân Long đang nói với hắn. Nào, Kinh thiếu, đầu phượng, mùi mực, mới ra lò, hương thơm nồng nàn vào miệng. Dưới ánh mắt đông đảo nhìn chăm chú, hai tay Lê Nhạc Kinh khẽ có chút run rẩy, cuối cùng nhắm hai mắt lại, xoa đầu phượng xoa thành một cục, ném vào trong miệng, từng ngụm nhai nuốt, chậm rãi nhai ra nước mắt. Đối với một thiếu gia hào môn mà nói, thật sự là nhục nhã cả đời cũng không trải qua được. Còn lại bị La Vân Long cùng những người còn lại chia ra. Bọn họ đều ăn ý không tách giấy ra cho Bạch Mộ cùng La Vân Dương. Hai vị này là một trong thập đại công tử Thiên Nam, càng là đại ca trong đám bọn họ, không thể mất thể diện này. La Vân Long nhét giấy vẽ vào miệng, tôi ăn một bức tranh, anh trai tôi vẽ một bức tranh, hương vị rất thơm nhưng khó nuốt, toàn bộ quá trình. La Vân Dương thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Sở Trần. Ánh mắt Bạch Mộ cũng tràn ngập bất thiện, thỉnh thoảng hiện lên vẻ sắc bén. Được nước lấn tới,
Hành động tối nay của Sở Trần là hoàn toàn đắc tội đến giới này. Ngay cả Liễu Thi Én Thiên cũng nhìn ra, cô kéo Liễu Mạn Mạn sang một bên, hạ thấp thanh âm chị, tuy rằng em rất thưởng thức cách làm có ân báo ân có thù báo thù này của Sở Trần, nhưng mà, tên này lập tức đắc tội với tất cả mọi người nơi này, chúng ta còn muốn trông cậy vào hắn có thể tiếp xúc với Thiên Cơ Huyền Đồ. Tuyệt đối là không có kịch, oa oa, em hối hận a. Liễu Thiên Thiên nghĩ đến điều kiện kia của mình, liền nhịn không được tức giận muốn đánh vào ngực. Đây chính là một lần tuyệt đối khó có được cơ hội thắng Sở Trần. Sau này lại muốn thắng Sở Trần, sẽ quá khó khăn. Vậy cũng chưa chắc, ai cũng không biết Thiên Cơ Huyền Đồ ở trong tay ai. Liễu Mạn Mạn thấp giọng nói, Sở Trần tối nay coi như là một trận chiến thành danh, song tiên nhập thần tuyệt kỹ của hắn khẳng định rất nhanh sẽ truyền khắp giới. Đến lúc đó, hắn chưa chắc không có cơ hội tiếp xúc với Thiên Cơ Huyền Đồ. Ánh mắt Liễu Thiên Thiên khẽ sáng lên, chị nói, tựa hồ cũng là đạo lý. Một bức Phượng Cầu Hoàng, rất nhanh đã bị mấy người chia cắt hết, về phần bức chữ kia, cũng không nằm trong phạm vi đánh cược, là Vân Long lo lắng Sở Trần sẽ mượn chữ làm khó dễ, dứt khoát lưu loát xé nát bức chữ kia trực tiếp. Rắn và chuột trộn lẫn trong đó, là Vân Long cảm giác, bức chữ kia không xé, châm chọc đại khái là hắn mới đúng. Tiểu Bắc, cất bức tranh đi, chúng ta đi thôi. Sở Trần cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Đợi một chút, lúc này, lại có hai đạo thanh âm đồng thời vang lên. Liễu Mạn Mạn và Bạch Mộ, ánh mắt Sở Trần đầu tiên nhìn về phía Liễu Mạn Mạn. Liễu Mạn Mạn nói, bức tranh này mực mực không khô, cứ như vậy mang đi, đối thoại tổn hại quá lớn, không bằng, anh đã bán nó cho tôi. Ánh mắt Liễu Mạn Mạn chờ đợi nhìn Sở Trần, tôi sẽ cho anh một mức giá hợp lý. Nghe vậy, Sở Trần trầm ngâm một hồi, quay đầu nhìn về phía Bạch Mộ, mỉm cười mờ miệng, Bạch Mộ thiếu gia cũng muốn mua tranh. Ánh mắt Bạch Mộ lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần, vừa rồi Hạ gia thiếu gia nói một câu, tôi cảm thấy vô cùng đồng ý. Từ xưa đến nay, cầm kỳ thư họa không tách rời, nếu kỹ năng vẽ tranh của anh sâu như vậy, nói vậy kỹ thuật đàn cũng sẽ không kém, tôi muốn so tài với anh một trận. Lời Bạch Mộ vừa dứt, tất cả mọi người ở đây sửng sốt một chút, chợt thần sắc trở nên kích động cuồng nhiệt. Bạch Mộ thiếu gia sắp ra tay rồi, cũng là một trong thập công tử Thiên Nam, Bạch Mộ cùng La Vân Dương được xưng là cầm họa song tuyệt, hai người thuộc hàng phong trần trong thế hệ trẻ. Tối nay, La Vân Dương ở lĩnh vực mình am hiểu bị người ta lấy tư thái dễ như trở bàn tay hủy diệt đánh bại, hiện tại, Bạch Mộ khởi xướng khiêu chiến. Từng đạo ánh mắt trở nên nóng rực không gì sánh được. Không sai, đó là Hạ Bác chính miệng nói, cầm kỳ thư họa không tắt rời. Sở Trần nếu đã khiêu chiến vẽ với La Vân Dương, như vậy, tôi ngược lại muốn nhìn xem, hắn có dám tiếp nhận khiêu chiến kỹ năng đàn với Bạch Mộ thiếu gia hay không? Lần này có một kịch hay xem rồi. Không thể phủ nhận Sở Trần là cường long qua sông, thế nhưng, cái giới này này của chúng ta há lại dễ chọc như vậy. Bạch Mộ thiếu gia thắng chắc, lông mày Liễu Mạn Mạn khẽ nhíu lên. Hướng đi tối nay của bữa tiệc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cô, vốn là cô muốn tìm hiểu tin tức về Thiên Cơ Huyền Đồ. Hiện trường đã trở thành một mình Sở Trần đấu phú nhị đại giới Văn Nghê Dương Thành. La Vân Dương được xưng là thánh của các họa sĩ trẻ đã trắng bệch, Bạch Mộ nổi danh cùng hắn đứng ra. Sở Trần am hiểu chính là vẽ tranh, hiện tại lại tìm hắn so đàn, quá không công bằng đi. Liễu Thiên Thiên theo bản năng thốt ra. Hạ Bác nhìn Liễu Thiên Thiên, âm thầm gật đầu. Tối nay Liễu Thiên Thiên đã không chỉ một lần vì Trần Ca nói chuyện. Không uổng công Trần Ca đưa cho cô ấy mấy trăm triệu. Bạch Mộ anh không dám cùng La Vân Dương so họa, mà La Vân Dương không dám cùng anh so cầm, đây không phải là đạo lý giống nhau sao? Liễu Thiên Thiên có chút bất mãn, đây không phải là ỷ thế hiếp người, lấy nhiều hiếp ít sao? Liễu Thiên Thiên biết, Sở Trần đêm nay xuất hiện là Liễu Mạn Mạn cố ý an bài, giờ phút này Liễu Thiên Thiên theo bản năng coi Sở Trần là người của mình. Tôi chỉ gửi lời mời. Bạch Mộ thản nhiên nói, về phần tiếp nhận khiêu chiến, đó là tự do của Sở Trần. Ngữ khí nhàn nhạt, có tự tin cường đại. Sở Trần dám so tài. La Vân Long quát một tiếng. Nếu Sở Trần thắng, Long thiếu ăn hết đàn. Đám đông đột nhiên hét lên. La Vân Long trầm mặc, cũng không phải không có lòng tin đối với Bạch Mộ, chỉ là, mọi việc đều sợ ngộ nhỡ, đàn, hắn thật sự ăn không nổi. Vừa rồi ăn tranh, La Vân Long đều ăn ra bóng ma. Ánh mắt mọi người nhìn Sở Trần. Không có hứng thú, Sở Trần trực tiếp buông tay. Chợt nhìn Liễu Mạn Mạn, bức họa này liền bán cho cô, giá cả cô định. Con người Liễu Mạn Mạn sáng ngời, lúc này gật đầu, Sở Trần tuy rằng mặc kệ cô định, nhưng mà,
đây chính là bức phường cầu hoàng dùng song tiên nhập thần vẽ ra, giá cô đưa ra, đương nhiên sẽ không thấp. Trong lòng Liễu Mạn Mạn đã có giá cả thích hợp, Sở Trần cũng không nói nhiều, ý bảo Hạ Bác rời đi. Đối với sự khiêu khích của Bạch Mộ, anh căn bản không có hứng thú gì. So sánh với một khúc của Quân Tỷ Tỷ, kỹ năng đàn của Bạch Mộ quả thực giống như tên hề nhảy nhót. Thấy Sở Trần không dám ứng chiến, hiện trường nhất thời vang lên một trận tiếng la ó. Nhưng, Sở Trần không ứng chiến, cũng nằm trong dự liệu của rất nhiều người. Thân là một võ phu thô bỉ, Sở Trần có thể có được một tay thần kỳ như vậy, đã là khiếp sợ mọi người, không ai cho rằng kỹ năng đàn của Sở Trần có thể cao thâm đến mức nào, bọn họ vốn còn hy vọng Sở Trần có thể đầu óc nóng lên đáp ứng, sau đó bị Bạch Mộ hung hăng ngược một lần. Sở Trần thật giảo hoạt, thế nhưng không dám ứng chiến, vừa rồi lúc hát mực thành họa thì hăng hái. Tôi còn tưởng rằng Sở Trần không chỉ có tuyệt học song tiên nhập thần, còn có thể học được tàn phổ của thần tiên đàn cổ. Ha ha ha, không thể phủ nhận kỹ năng vẽ của Sở Trần, nhưng cũng không cản trở tôi tỏ vẻ khinh bỉ dũng khí của Sở Trần, ngay cả tỉ thí một chút cũng không dám. Thấy Sở Trần muốn rời đi, Bạch Mộ ngược lại hào phóng, khoát tay, tiêu sái nói, mọi người ít nói vài câu, dù sao người tới là khách, Sở Trần không muốn so tài, đương nhiên có lý do của anh ta. Mọi người cười cười, lý do của anh ta, hiểu đều hiểu, Bạch Mộ tiêu sái xoay người, đi tới trước đàn cổ của mình, hai tay vuốt ve dây đàn, trong lúc bất chợt trong lòng sinh ra cảm khái, muốn đàn tấu một khúc, tự tìm niềm vui cho mình. Mọi người nhất thời an tĩnh lại, Hạ Bác đi tới bên cạnh Sở Trần, Hạ thấp giọng nói, Trần ca, tôi luôn cảm thấy người này không có lòng tốt. Bạch Mộ tuy rằng vẫn duy trì bộ dạng cười tủm tỉm, phong độ nhẹ nhàng, nhưng càng như vậy, Hạ Bác càng nhìn hắn khó chịu. Leng keng, tiếng đàn đầu tiên giống như kim loại chợt vang vọng, giống như kim qua thiết mã, chiến đao tiêu sái, nghênh phong phát ra tiếng kêu ô ô, bắt đầu từ nốt nhạc đầu tiên, chính là một khúc nhạc tượng trưng cho khiêu khích, khí tức khiêu khích nồng đậm tràn ngập quanh quần khắp đại sảnh. Con người Liễu Mạn Mạn rơi vào trên người Sở Trần, Bạch Mộ ngoài mặt nói tự tìm niềm vui, thực tế, chính là mượn tiếng đàn của hắn để tuyên bố thái độ của mình. Hắn xem thường Sở Trần. Một khúc khiêu khích, liền hỏi Sở Trần có dám nhận hay không. Không ít người ở đây đều nghe hiểu, thần sắc mơ hồ toát ra hưng phấn. Đẩy mới là khiêu khích cao cấp, không có một lời xúc phạm nào, lưỡi đao sắc bén nhất, là tiếng đàn của hắn. Nhưng mà, khi nhìn thấy Sở Trần một bộ thờ ơ, mọi người không khỏi hoài nghi. Sở Trần có phải nghe không hiểu hay, nhưng cái này cũng không thể được dịch. Khó trách Bạch Mộ thiếu gia nói mình chỉ là tự tìm niềm vui. Thì ra đây là đàn gảy tai châu A. Tiếng đàn tràn ngập khiêu khích đột nhiên trở nên như khóc như kể, bi thương, khuôn mặt Bạch Mộ lại toát ra tươi cười, mười ngón tay bay múa trên dây đàn. Đây là vũ khí của hắn. Khúc nhạc Bạch Mộ đàn tấu này, là một khúc chiến đấu lưu truyền thời xưa, nội dung giải thích của khúc nhạc, là tư thái của người thắng, cao cao tại thượng khiêu khích bên chiến bại, tiến vào phần thứ hai, lại là một bên chiến bại đang khóc lóc cầu xin tha thử, ở cuối khúc nhạc, sát khí đằng đằng. Người thắng trực tiếp tàn sát người thua trận. Bạch Mộ đã diễn đến phần thứ hai. Giờ phút này, khuôn mặt Bạch Mộ hiện lên ý cười, hắn đột nhiên cảm giác Sở Trần xuất hiện thật sự quá kịp thời. Vốn cao sơn lưu thủy của hắn cùng phượng cầu hoàng của La Vân Dương xuất hiện, đều muốn tranh thủ giành niềm vui của Liễu Mạn Mạn, kết quả phượng cầu hoàng của La Vân Dương bị đánh vào mặt, cứ như vậy, lại làm nổi bật tiếng đàn của hắn cao thâm khó lường. Bây giờ khi Sở Trần sắp chạy trối chết, một khúc chiến thương càng đặt cho địa vị của hắn trong giới này, tuyệt đối cũng có thể tăng thêm địa vị của hắn trong lòng Liễu Mạn Mạn. Ít nhất, trong cuộc cạnh tranh với La Vân Dương, hôm nay, Bạch Mộ toàn thắng. La Vân Dương tựa hồ cũng ý thức được điểm này, vẻ mặt âm trầm, nhìn bóng lưng Sở Trần cùng Hạ Bác rời đi, cười nhạo, nếu như là ở trên chiến trường, chỉ sợ bọn họ cũng tuyệt đối là một đôi kẻ đào ngũ A. Hậu quả của việc đào ngũ là gì? Thành trì phía sau họ bị đánh hạ. Nhà cửa của họ bị chiếm đóng, người phụ nữ của họ bị chiếm lấy, Sở Trần dừng bước, ánh mắt nhìn La Vân Dương, giống như mũi tên sắc bén nóng rực làm La Vân Dương theo bản năng lui về phía sau hai bước. Ngậm miệng lại, Sở Trần thản nhiên nói, La Vân Dương tự nhiên không sợ Sở Trần, hừ lạnh, tôi chỉ là giải thích ra tình huống khúc chiến thương này mà thôi, như thế nào? Anh không phục sao, chém giết tới rồi, La Vân Dương vừa dứt lời. Tiếng đàn của Bạch Mộ đã truyền sang phần cuối cùng. Bén nhọn, mang theo vài phần chói tai, chấn động linh hồn chém giết. Trong không khí phảng phất tràn ngập một cỗ khí tức tàn sát này.
Dưới sự kích thích của Sở Trần, Bạch Mộ tựa hồ cũng có chút đột phá, biểu diễn một khúc chiến thương này vô cùng nhuần nhuyễn. Hạ Bắc nhìn Sở Trần, hắn cảm giác được khí tức trên người Sở Trần tựa hồ thay đổi. Nếu Bạch Mộ thiếu gia nhiệt tình mời ở lại như vậy, vậy tôi liền không đi. Ánh mắt Sở Trần nhìn về phía Liễu Mạn Mạn, còn đàn không? Vừa dứt lời, mọi người ô lên. Sở Trần lại muốn ứng chiến. Ngay từ đầu không có tình huống ứng chiến, hiện tại Bạch Mộ thiếu gia dần dần tiến vào giai cảnh, khúc nhạc cũng đến thời khắc giết chóc cao trào nhất, Sở Trần cho dù muốn ứng chiến, cũng không thể bắt đầu. Liễu Mạn Mạn giật mình, xác nhận qua ánh mắt, phán định Sở Trần cũng không nói giỡn, lúc này thấp giọng nói, Thiên Thiên, em đi qua lấy đàn của chị tới. Liễu Thiên Thiên không chút do dự, lúc này sải bước đi qua. Thấy một màn này, La Vân Dương nở nụ cười. Trung Quy không phải cũng là một thanh niên nhiệt huyết sao? Chính mình hơi nói khích một chút, hắn liền đầu óc nóng lên, muốn cùng Bạch Mộ đấu đàn. Mặc dù giữa mình và Bạch Mộ còn có quan hệ cạnh tranh, nhưng hiện tại, La Vân Dương cho rằng, hắn và Bạch Mộ ở cùng một thuyền, Bạch Mộ cũng là thay hắn báo thù. Có kịch hay xem rồi, ánh mắt của mọi người ở đây đều sáng lên. Sở Trần ứng chiến, một trận đấu giữa kỹ nàng đàn, nhìn Liễu Thiên Thiên đi tới, lấy đàn của Liễu Mạn Mạn tới, mọi người càng phát ra một trận thanh âm xôn xao. Đàn của Liễu Mạn Mạn chưa từng bị bất luận kẻ nào chạm vào, đêm nay cô ấy thế nhưng cho Sở Trần mượn. Đàn cùng đàn ông, thứ cho không cho mượn, Liễu Mạn Mạn mang đàn cho Sở Trần mượn, có phải là đại diện, cô ấy đối với Sở Trần có hảo cảm. Những lời này vừa vặn bị Hạ Bắc nghe thấy, Hạ Bắc nhất thời ánh mắt trọn tròn. Hắn nghĩ đến một câu nói dân gian, có một số loại cảm ứng giữa các cặp song sinh. Lúc Trần Ca đưa cho em gái Liễu Thiên Thiên mấy trăm triệu, chị gái Liễu Mạn Mạn có thể hay không cũng cảm ứng được, do đó, khụ khụ. Hạ Bắc cảm thấy, cũng không phải không có khả năng này. Bên tai truyền đến tiếng đàn càng lúc càng chói tai, chấn động màng nhĩ, lay động linh hồn. Không khí tràn ngập khí tức giết chóc, Bạch Mộ thấy Liễu Thiên Thiên đặt cầm ở trước mặt Sở Trần, lửa giận hai mắt phun trào. Thời gian hắn tiếp xúc với Liễu Mạn Mạn rất lâu, so với những người còn lại càng hiểu rõ ý nghĩa của cây đàn này đối với Liễu Mạn Mạn. Giết, khí thế giết chóc trong tiếng đàn Bạch Mộ càng lúc càng nồng đậm, phô thiên cái địa. Hắn nhất định phải hung hăng đánh bại Sở Trần lần này, nếu không, bất kể là hắn, hoặc là La Vân Dương, đều lâm nguy. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm Sở Trần. Khí giết chóc đầy trời, tất cả mọi người đều cảm nhận được. Nếu như nói là cao thủ chiến đấu, Bạch Mộ đã xuất động, hơn nữa vững vàng nắm chắc lợi thế, Sở Trần muốn phản kích mà nói, so với lúc đầu hai bên đồng thời so đấu kỹ năng đàn càng thêm khó khăn gấp mấy lần. Hai tay Sở Trần nhẹ nhàng rơi vào trên dây đàn, Liễu Thiên Thiên bất ngờ phát hiện, 10 ngón tay thon dài của Sở Trần, bộ dáng còn rất đẹp. Làm sao tôi càng nhìn anh ta càng cảm thấy thuận mắt. Liễu Thiên Thiên nhìn Sở Trần, có loại cảm giác thoải mái khó hiểu, dâng lên trong lòng. Dưới khí thế giết chóc vỏ hình kia, anh mặt như quan ngọc, ôn hòa bình tĩnh, khí lượng của quân tử nhẹ nhàng này, làm cho người ta mễ mân. Bỗng nhiên, 10 ngón tay Sở Trần động đậy, tựa như mộng ảo. Tất cả mọi người bắt đầu nín thở. Từ trong nháy mắt Sở Trần ra tay, bọn họ đều nhận ra, kỹ năng đàn của Sở Trần, cũng không yếu như trong tưởng tượng của bọn họ. 10 ngón tay nhảy lên trong nháy mắt, một cỗ sức mạnh bàng bạc rộng lớn phóng thích ra đầu ngón tay Sở Trần. Làm cho người ta có một loại cảm giác rung động đến tâm can. Một khúc của Sở Trần, không ai nghe rõ khúc nhạc, nhưng đều cảm nhận được một cỗ khí phách, một đạo khí tức bá đạo sắc bén bức người. Hai người lấy đàn làm binh khí, tiếng đàn làm chiêu thức, đấu đàn nổi lên, Sở Trần trong tưởng tượng của mọi người không trực tiếp bị nghiền ép, ngược lại, khí tức xiết chóc vô hình tràn ngập xung quanh, bị tiếng đàn của Sở Trần nghiền nát. Kỹ năng đàn của Sở Trần cũng không thua kém Bạch Mộ. Con người Liễu Mạn Mạn lướt qua một trận không thể tin được. Bạch Mộ cùng La Vân Dương, hai gã thập công tử thiên nam, cầm họa song tuyệt, hôm nay chẳng lẽ muốn cả hai bị đập tan, bại trong tay cùng một người. Khuôn mặt của tất cả mọi người toát ra chấn động mãnh liệt. So sánh ra, Bạch Mộ càng cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, tiếng đàn của Sở Trần giống như sóng biển, từng lớp từng đợt đánh về phía hắn, hắn tuy rằng đã phấn đấu nghênh kích, nhưng mà... Lại thủy chung không có cách nào chống lại cỗ sức mạnh bá đạo này, từng bước bị chấn áp. Ánh mắt Bạch Mộ dần dần toát ra vẻ thống khổ, sâu trong mi mắt càng xuất hiện hoảng sợ. Đây là kỹ năng đàn của Sở Trần. Bạch Mộ đột nhiên không muốn đánh đàn nữa, hắn muốn đánh vào mặt mình. Thách Thánh tìm được Trâm Chu Yên,
Việt Nam, rõ ràng bài học La Vân Dương ở trước mắt, hắn dĩ nhiên không có rút ra, ngược lại dưới tình huống Sở Trần rõ ràng muốn đi, còn muốn chỉnh đàn khiêu khích. Hai tay Bạch Mộ run rẩy, dưới áp lực bàng bạc, hắn cảm giác được 10 ngón tay của mình càng lúc càng nặng nề. Gân xanh trên trán bạo phát, Bạch Mộ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, dùng sức búng mạnh. Tâm lý sụp đổ, đồng thời sụp đổ, còn có dây đàn của Bạch Mộ, ba liên tục 6 giây liên tiếp bị đứt, tiếng đàn của Bạch Mộ đột nhiên dừng lại. Cơ hồ cùng lúc đó, Sở Trần cũng ngừng đánh đàn, đứng lên, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Bạch Mộ một cái, hà tất phải tự rước lấy nhục. Xoay người liền đi ra ngoài. Lúc này, không ai dám để Sở Trần ở lại. Hiện trường im lặng như cái chết. Thanh âm bước chân Sở Trần rời đi phảng phất như bị phóng đại vô hạn, dần dần đi xa, khi thanh âm bước chân Sở Trần hoàn toàn biến mất, mọi người cũng trong nháy mắt như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông này, thật sự quá đáng sợ. Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Bạch Mộ, tự rước lấy nhục câu nói trước khi Sở Trần rời đi còn quanh quẩn bên tai bọn họ. Ngón tay Bạch Mộ bị dây đàn đứt cắt đứt, lúc này có máu tươi chảy ra, một giọt máu tươi nhỏ xuống trên đàn cổ, nhưng mà, Bạch Mộ giống như không phát hiện, ngơ ngác ngồi, cả người phảng phất đã hoàn toàn hóa đá, không cách nào nhúc nhích. Hắn ở lĩnh vực mình tự hào nhất, ở trước mặt người phụ nữ mình yêu quỷ mà mình muốn theo đuổi, bị người ta phá hủy từng mảnh, không hề có lực chống đỡ. Bạch Mộ sụp đổ, La Vân Dương thấy bộ dạng thê lương này của Bạch Mộ, nội tâm thoải mái không ít. Bị đả kích, không chỉ một mình ta, vậy thì dễ chịu hơn nhiều. Liễu Mạn Mạn nhìn xung quanh một cái, cũng không khỏi lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, buổi tiệc tối nay, cũng không có cách nào tiếp tục nữa. Ánh mắt Liễu Mạn Mạn đi tới, cả đám ngây ngốc ngây ra như phỗng, tựa như bị điểm trúng huyệt vị, không nhúc nhích, hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí phảng phất có thể nghe thấy tiếng vết máu trên ngón tay Bạch Mộ nhỏ xuống đàn cổ. Đám thanh niên trong giới văn nghệ trong giới phú nhị đại đỉnh cấp Dương Thành này, từ trước đến nay đều có loại kiêu ngạo cao cao tại thượng, bọn họ không chỉ vượt qua đại đa số người về tiền bạc, tố chất văn hóa của bọn họ, cũng là đỉnh cấp trong giới trẻ Dương Thành, cầm kỳ thi họa, ngâm thơ đối nghịch, nhảy múa võ thuật vân vân, đều không ai không giỏi. Bạch Mộ cùng La Vân Dương, hai vị thập đại công tử thiên nam, lại được xưng là cầm họa song tuyệt. Nhưng mà đêm nay, một võ phu thô bỉ, lấy tư thái dễ như trở bàn tay, đánh phần kiêu ngạo trong lòng bọn họ vỡ tan. La Vân Dương cùng Bạch Mộ lần lượt thất bại, không ai dám khiêu chiến Sở Trần nữa. Cái giới cao cao tại thượng này của bọn họ, bị một võ phu nghiền ép. Bạch Mộ thiếu gia, lúc này, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước nhanh qua, nắm lấy hai tay Bạch Mộ, thanh âm thân thiết, anh không sao chứ, tôi đưa ngươi đến bệnh viện. Bạch Mộ lắc đầu, đứng lén. Ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương, tối nay chúng ta đều khinh địch rồi. Không sai, La Vân Dương trầm giọng mở miệng nói, ai có thể ngờ được, Sở Trần võ phu thô bỉ này, lại đồng thời tinh thông vẽ tranh cùng đánh đàn. Nhưng với nội tình của hai nhà chúng ta, chưa chắc đã không ai có thể đánh bại Sở Trần. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời đạt tới chung nhận thức. Cục diện tối nay mất, nhất định phải tìm về. Tất cả mọi người ở đây cũng đều thức thời không nhắc tới Sở Trần nữa. Mạn Mạn, tôi còn có chút chuyện khác, đi trước một bước. La Vân Dương mở miệng, tối nay nơi này, hắn không còn mặt mũi ở lại nữa. Bạch Mộ cũng lập tức rời đi. Chị, tụ hội đêm nay, có phải có thể nói là bị Sở Trần đập phá không? Liễu Thiên Thiên phục hồi tinh thần lại, sửng sốt nói, mục đích của chúng ta đều không có đạt được, cái tên Sở Trần này sẽ vang vọng trong giới này. Liễu Mạn Mạn khẽ nói một tiếng, chị ngược lại có loại cảm giác. Sở Trần có lẽ thật sự có thể tiếp xúc với thiên cơ huyền đồ. Trong đầu Liễu Mạn Mạn xoay quanh hình ảnh Sở Trần vẽ ra phượng cầu hoàng. Song tiên nhập thần, ánh mắt Liễu Mạn Mạn toát ra một trận khao khát, còn có chờ đợi, Thiên Thiên, em gọi điện thoại cho quản thúc tới đây, bảo thúc ấy mang theo dụng cụ tốt, đóng bức tranh này xong mang về. Con người Liễu Mạn Mạn một lần nữa rơi vào bức tranh, đây là bức tranh duy nhất cô ấy từng gặp sử dụng kỹ thuật vẽ tranh. Song tiên nhập thần, có lẽ có thể từ đó nghiên cứu ra một chút tinh túy của song tiên nhập thần. Tất cả mọi người trong bữa tiệc lần lượt rời khỏi sân khấu. Sở Trần và Hạ Bắc đã đi tới bãi đỗ xe. Trần ca, tôi không phải đang nằm mơ. Hạ Bắc cuối cùng cũng không kìm nén được cảm xúc hưng phấn, kích động vô cùng, anh thế nhưng liên tục đánh bại hai vị thập công tử thiên nam. Sở Trần liếc hắn một cái, có cần phải làm ầm ĩ như vậy hay không? Anh không biết. Cái vòng tròn này ở Dương Thành danh tiếng không nhỏ, người bên trong mỗi người đều là kiêu ngạo cuồng, tuy rằng cũng là thập công tử thiên nam,
Bạch Mộ từng ở nơi công cộng bày tỏ, xem thường những người Ninh Tử Châu, bởi vì những người đó chỉ biết kiếm tiền, phong cách quá thấp. Hạ Bắc nói, tuy rằng bọn họ kiêu ngạo, nhưng bọn họ quả thật cũng có vốn để kiêu ngạo, nhưng không nghĩ tới, bọn họ tối nay lại ở trước mặt Trần Ca bị một vố đau. Ha ha ha, Hạ Bắc vô cùng hưng phấn, không biết còn tưởng rằng là hắn đánh bại đám người Bạch Mộ. Lái xe đi, Sở Trần ngồi trong xe, lảm vào trầm tư. So với việc đánh bại đám người Bạch Mộ, nội tâm Sở Trần càng thêm hứng thú chính là thiên cơ huyền đồ mà Liễu Mạn Mạn nhắc tới. Một trong 10 bức tranh cổ xưa nhất của Trung Quốc, nhưng, mặc dù bức tranh cổ Trung Quốc này chảy vào Dương Thành, anh cũng không có con đường lấy được. Theo Sở Trần, thiên cơ huyền đồ nếu xuất hiện, cơ hội rơi vào trong tay Liễu gia rất cao. Đến lúc đó, lại tìm chị em Liễu Mạn Mạn, xem qua 10 bức tranh cổ đại của Trung Quốc trong truyền thuyết này. Xe nhanh chóng đi, tầng 1 của câu lạc bộ, một số người tụ tập lại với nhau. Rõ ràng chính là đám người Bạch Mộ và La Vân Dương. Nhưng người tham gia vào việc ăn tranh tối nay, vẫn chưa rời đi. Bạch Mộ, nói một chút về kế hoạch của anh đi. La Vân Dương mở miệng nói, khuôn mặt băng hàn, vừa rồi ở trước mặt Mạn Mạn không tiện, hiện tại có thể nói thẳng. Bạch Mộ nhìn thoáng qua mọi người, trầm giọng nói, không ai có thể tùy ý chà đạp cái vòng tròn này của chúng ta, Sở Trần tối nay gây chuyện, tất yếu phải trả giá đắt. Đương nhiên, Sở Trần được xưng là Nam Quyền Chi Sư, luận vũ lực mà nói, chúng ta rất khó trả thù Sở Trần, cho nên, liền dùng nội tình của gia tộc chúng ta, cho Sở Trần một kích đau đớn. Tôi sẽ trở về mời nghệ sĩ chơi đàn cao cấp nhất Bạch gia tôi ra tay, lại phát ra Sở Trần một trận quyết đấu đàn cổ. Đồng dạng, Bạch Mộ nhìn La Vân Dương, tôi hy vọng La gia cũng không cần dè dặt, dù sao, chúng ta đều không rõ lai lịch của Sở Trần, nếu muốn trả thù, nhất định phải dùng lực lượng cường đại nhất, nếu không, trả thù không thành, ngược lại còn có thể nháo ra chuyện cười. Không thành vấn đề, La Vân Dương nói, tôi sẽ mời họa sĩ huy chương vàng ra tay. Còn có, cầm kỳ thi họa, Sở Trần tỉnh thông hai thứ, hai loại khác, tôi đoán hắn nhất định cũng có thành tựu. Bạch Mộ nói, chúng ta mời Kỳ Vương Thiên Nam cùng thư pháp đại gia Liêu Tiên Sinh xuất thủ, bày ra xung quanh lồi đài, công khai chiến đấu Sở Trần. Nhân cơ hội này, tra xét tin tức về bức tranh cổ kia. Khóe miệng Bạch Mộ nhẹ nhàng nhếch lên, chúng ta có thể phóng ra tin tức, tranh cổ sẽ xuất hiện trong trường họp chúng ta khiêu chiến Sở Trần, có lẽ, còn có thể hấp dẫn tin tức thật sự của tranh cổ. Tôi không thành vấn đề, La Vân Dương nói, đôi mắt càng dâng ra một tia nóng rực, so sánh ra. Tranh cổ thần bí, thậm chí càng có thể hấp dẫn hắn. La gia đối với tranh cổ, bắt buộc phải có được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.